Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn lại bất ngờ xuất hiện những vết sạn nứt, khiến người vợ như rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cái mà cô ấy nhìn thấy không phải là sự thay lòng đổi dạ của người chồng đầu ấp tay gối, mà là những bí mật bị anh ta giấu giếm dưới lớp vỏ bọc của một tình yêu hoàn hảo. Trong khi đó, Bản thân cô cũng đang vướng và rắc rối trước người cũ tưởng đã xa xôi mà đại hóa ra rất gần. Câu chuyện tình yêu của các nhân vật trong câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc quả thực là một câu chuyện khiến người nghe như vướng phải mối tơ vò. Gỡ sợi dây tình nào ra khỏi đám tơ vương ấy cũng đều khó khăn chết bao. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện các bạn nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng với câu chuyện. Diệp Anh năm nay 28 tuổi, cô có ngoại hình xinh đẹp và đang là bác sĩ thẩm mỹ tại một viện thẩm mỹ lớn tại thành phố. Cô đã kết hôn được 5 tháng, chồng Diệp Anh tên là Phong, anh lớn hơn cô 2 tuổi và là một người đàn ông thành đạt. Ở cái tuổi 30, Phong có nhà riêng, một công ty lớn và nhiều miếng đất lớn nhỏ nằm tại trung tâm. Tuy công việc bận rộn, nhưng anh trông vẫn trẻ trung lịch lãm, vì thế anh luôn là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ bạn bè của diệp anh ai cũng ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi khi nói về cuộc sống của cô nào là trong tay có sự nghiệp xinh đẹp giỏi giang có chồng vừa đẹp vừa giàu nói chung là ai ai cũng muốn có cuộc sống như diệp anh đương nhiên là cô cũng biết mình khá may mắn khi có được những điều như hiện tại nhiều lúc cô cũng hỏi phong tại sao khi ấy lại chọn cưới cô anh chỉ cười mà không đáp cuộc sống hôn nhân của cô và phong là điều mà diệp anh cũng không ngờ tới cả hai quen nhau có mai mối nói ra thì cũng thật kỳ lạ cô thì cao giáo ưa nhìn cũng có công việc đàng hoàng thế nhưng mà từ hồi nào tới giờ chỉ có vỏn vẹn một mối tình hồi năm nhất đại học đến khi hết năm hai thì diệp anh quyết định chia tay mặc cho người yêu cô lúc đó có níu kéo gặng hỏi lý do cô cũng nhất quyết không đáp sau đó thì anh ta cũng tuyệt vọng mà buông tay rồi bỏ đi du học. Kể từ đó tới trước khi gặp Phong thì cô chẳng quen ai nữa cả. Thấy con gái đã hai mươi mấy tuổi đầu, công việc đã ổn định mà mãi chưa thấy dắt người yêu về ra mắt thì bố mẹ cô bắt đầu lo lắng, cứ dục cô mãi. Tính tới tính lui thế nào lại sắp xếp được buổi xem mắt cho Diệp Anh gặp Phong. Lần đầu gặp nhau cô thấy anh rất quen mắt, nhìn rất giống một người có lẽ vì sự giống nhau này nên cô cảm thấy quen thuộc và cùng anh nói chuyện rất tự nhiên, không có ngượng ngùng gì cả. Phong thì hiểu biết nhiều nên khi nói chuyện đã làm cô bất ngờ với nhiều kiến thức mới lạ. Anh cũng rất lịch sự và có chừng mực. Từ buổi hẹn, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau, rồi cứ như vậy mà hẹn gặp, đi chơi rồi chính thức quen nhau. Thời gian hẹn hò được nửa năm, thì Diệp Anh và Phong chính thức về nhà. Cả hai nhanh chóng kết hôn như vậy vì bố mẹ hai bên đều thúc giục. Đám cưới của họ được tổ chức rất lớn vì mẹ của Phong muốn như vậy. Bố Phong đã mất cách đây cũng ngót nghét 10 năm, thế nên Diệp Anh chỉ có mẹ chồng. Mẹ chồng của Diệp Anh rất yêu quý cô, ngày cô mới về ra mắt lần đầu, bà đã mừng rỡ trông thấy, miệng cười không ngừng. Sau đám cưới tới nay, bà luôn ngỏ ý muốn có cháu ám bồng, Diệp Anh cũng không phản đối, vì cô nghĩ sớm muộn gì cũng phải có con, nên bây giờ sinh luôn thì càng tốt. Thế nhưng đâu phải cô muốn là được, chồng cô nhiều điểm tốt là vậy, nhưng anh cũng có điểm làm cô suy nghĩ. Chuyện là từ khi quen nhau, anh cũng rất có chừng mực, chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm, chứ không làm gì khác, kể cả hôn má cũng không. Lúc ấy, Diệp Anh nghĩ, Phong biết suy nghĩ cho cô, nên luôn có giới hạn rõ ràng, không để cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng chuyện này càng ngày càng kỳ lạ, bởi tới tận bây giờ, khi đã lấy nhau về được 5 tháng rồi, anh vẫn không chạm vào người cô. Như hôm nay, Diệp Anh cũng thử ăn mặc mát mẻ một chút, đến cô còn phải đỏ mặt khi nhìn vào bản thân ở trong gương. Ấy vậy mà khi Phong nhìn thấy, thì anh lại dừng dưng như không, chỉ khen cô vài câu lấy lệ khi Diệp Anh hỏi, anh thấy em hôm nay thế nào? Em mặc thế này đẹp, nhưng mà mặc thế một lát đi ngủ bị lạnh đấy Em vào thay đồ như bình thường đi Nhỡ bị lạnh rồi ốm Thì anh lo lắm Nói xong Phong quay lưng đi vào nhà tắm Bỏ lại Diệp Anh đứng bơ vơ giữa phòng Cô thật sự không hiểu nổi Mình có điểm nào không hấp dẫn Cả hai mới kết hôn chẳng bao lâu Sao anh lại chẳng có tí hứng thú nào với cô Hay từ đầu anh đã không muốn có tiếp xúc thân mật với cô Làm vợ chồng 5 tháng Nhưng thời gian gặp nhau chẳng bao nhiêu Phong suốt ngày đi công tác. Có hôm ở nhà thì anh nói mình mệt, không muốn làm gì. Hay là những hôm như hôm nay, anh trả lời qua loa cho có, rồi ở ly trong phòng làm việc, cho đến khi Diệp Anh ngủ say mới quay về phòng ngủ. Nằm nghĩ suy một lúc, đợi mãi không thấy chồng đâu, thì Diệp Anh cũng ngủ quên luôn. Sáng hôm sau thức dậy, Diệp Anh lại thấy chồng loay hoay bỏ đồ vào vali, cô buồn chán cất tiếng. Anh lại đi công tác hả? Ừm, anh đi hai tuần rồi về, em ở nhà ăn uống đầy đủ nhá. Anh suốt ngày đi công tác thôi, em ở nhà một mình tủi thân lắm. Anh xin lỗi, do công việc bắt buộc, chứ anh cũng không muốn vậy, lúc về anh sẽ mua quà cho vợ nhá. Ờ, sao cũng được. Nói chuyện với Diệp Anh xong, thì anh kéo vali đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại ôm cô một cái rồi bước ra ngoài. Phong cứ đi suốt như vậy, thêm sự thở ơ mọi khi làm cho Diệp Anh không thể không suy nghĩ. Cô chợt nghĩ, có khi nào là anh cố ý, chắc chắn anh có điều che giấu cô. Chẳng lẽ em, anh ấy bị yếu sinh lý? Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, nhưng cô nhanh chóng bác bỏ. Trước khi kết hôn, cả hai đã đi khám tổng quát, kết quả đều bình thường. Với cả, Phong cũng hay tập luyện thể thao, nên anh rất khỏe mạnh vậy nếu không phải vấn đề về sức khỏe thì chỉ còn có một khả năng đó là anh đã có người khác ở bên ngoài nghĩ đến đây trong lòng diệp anh cảm thấy bất an cô định bụng là khi anh quay về sẽ hỏi rõ mọi chuyện với anh dù như thế nào thì cũng phải biết được lý do chứ cô không thể sống trong cuộc hôn nhân như vậy được đúng như những gì mình nói hai tuần sau phong quay về nhà sau chuyến công tác Trước đó, anh đã nhắn tin cho Diệp Anh để báo cho cô biết ngày hôm nay anh sẽ về tới nhà. Dù vẫn canh cánh nhiều chuyện trong lòng, nhưng cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Sau khi tan làm, Diệp Anh đã đi siêu thị mua vài nguyên liệu để làm món mà Phong thích. 6 giờ tối, cô về đến nhà, một lát sau thì Phong cũng mở cửa bước vào, anh đã về tới. Anh về rồi đây. Em đang làm gì thế? Em đang nấu cơm ạ, một lát là xong ngay. Anh đi tắm rửa đi rồi gian cơm nhé. Ừ, thơm thế, chắc là ngon lắm. Anh đi tắm rồi ra ngay. Phong lên phòng cất đồ, sau đó thì đi tắm. Cạch, tiếng đóng cửa phòng vang lên. Diệp Anh biết chồng đã vào phòng tắm. Cơ hội của cô đã đến. Diệp Anh bước đến khu vực giặt quần áo. Cô lấy chiếc áo sơ mi và Phong vừa thay ra, kê lên mũi. Diệp Anh đang kiểm tra xem có mùi hương gì lạ không. Kết quả là chẳng có mùi nước hoa phụ nữ hay mùi hương gì khác. Tiếp đó, cô lại xem xét trái phải, mặt trong, mặt ngoài của chiếc áo thì cũng không phát hiện dấu son môi hay vết tích nào lạ. Kiểm tra đến đây, Diệp Anh tạm yên tâm, nhưng mà vẫn chưa xong, cô còn muốn kiểm tra điện thoại nữa. Trước giờ, cô chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của Phong, bởi cô cảm thấy không cần thiết, nhưng suy nghĩ chất đống của những ngày qua đã khiến Diệp Anh đưa ra quyết định này nghĩ kỹ lại thì cô thân là vợ, xem điện thoại của chồng một tí thì có làm sao. Diệp Anh sơ tay lấy chiếc điện thoại của Phong đang nằm trên tủ đầu giường, lúc mở lên thì cô mới phát hiện Phong có cài mật khẩu lại còn là dạng vẽ hình để mở khóa. Anh cài số thì cô còn đoán mò mà nhập, nhưng mà đây lại là vẽ hình, cô làm sao mà biết được cơ chứ? Diệp Anh đang suy nghĩ cách để biết được mật khẩu thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngưng hình như Phong đã tắm xong Diệp Anh vội xuống lại nhà bếp nấu tiếp đồ ăn em còn một món nữa anh đợi em xíu nha không sao em cứ từ từ anh mở tivi xem tin tức một lát cũng được Phong ngồi trên ghế sofa và bật truyền hình lên xem xem được một lúc Diệp Anh cũng đã nấu xong bữa cơm em xong rồi mình ăn tối thôi anh nhìn ngon quá cơm nhà bao giờ cũng là đỉnh nhất nói xong anh giơ ngón tay cái lên mang ý tán thưởng Diệp Anh đang lúc ăn cơm thì màn hình điện thoại của Phong sáng lên, có tin nhắn gửi tới. Để ý thấy điều đó, Diệp Anh chăm chú quan sát xem mật khẩu điện thoại của Phong là hình gì. Cô thấy anh nối các chấm trắng lại với nhau, cuối cùng tạo nên một chữ N. Hóa ra mật khẩu của anh ấy vẽ như vậy. Nhưng sao lại là chữ N nhỉ? Diệp Anh thầm nghĩ. Hai vợ chồng ngồi ăn một lúc thì cũng đã xong. Phong hoàn thành rất tốt vai trò của người chồng của mình. Tối nay anh xung phong và rửa bát Em đã nấu cơm rồi Thì bát cứ để đấy anh rửa cho Em đi tắm đi Quá hợp ý em luôn Thế em đi tắm nhá À điện thoại anh để đây Kẻo nước văng vào bẩn điện thoại Để em đem lên phòng luôn cho Thế cũng được Vậy em đem lên giúp anh Ngay dịp anh nói vậy Phong đồng ý rồi vào bếp rửa bát Nhân lúc anh đang loay hoay dưới nhà Thì Diệp Anh lên phòng Mở điện thoại của Phong ra Xem anh có điều gì che giấu cô không cô bật màn hình rồi vẽ chữ n như hình mã cô đã nhìn thấy lúc nãy vào mục tin nhắn thì cũng chỉ có vài tên được lưu trong danh bạ phần là về công việc của anh diệp anh thử nhấn vào messenger thì cũng không có mấy người hay nhắn tin với anh đầu đoạn chat là tài khoản của cô tiếp đó thì có thêm hai ba cuộc trò chuyện nhưng là nhóm chat của công ty mà thôi ngay lúc diệp anh định buông điện thoại thì tinh âm thanh báo của một ứng dụng nào đó vang lên Cô nhìn vào điện thoại thì thấy có tin nhắn đến của Zalo, Suýt thì quên mất, cô vẫn chưa kiểm tra Zalo của Phong. Diệp Anh kéo màn hình xuống để đọc tin nhắn chứ không nhấn vào ứng dụng. Trên thanh thông báo là dòng chữ với nội dung anh ăn cơm trưa. Phía trên tin nhắn là tên và ảnh đại diện của người gửi. Người gửi là Nam, có hình đại diện là một chàng trai dựa đầu vào vai của một người khác. Nhìn qua thì có vẻ người này cũng là đàn ông. Diệp Anh tò mò, trong lòng dâng lên sự thắc mắc khó tả, sao người tên nam này lại nhắn hỏi chồng cô như vậy? Nhưng vì anh ta là đàn ông nên cô nghĩ có thể đây là đồng nghiệp của Phong hay là cấp dưới gì đó. Diệp Anh tạm yên tâm với suy nghĩ này và sau những gì mà cô xem được nãy giờ thì chắc là Phong không có điều gì khuất tất. Sau khi đưa ra kết luận như vậy, thì Diệp Anh để lại điện thoại của Phong vào chỗ cũ, rồi lấy quần áo và đi tắm. Một lát sau, Phong lên tới phòng và vẫn như thường lệ, anh lại cắm rễ ở phòng làm việc bên cạnh. Diệp Anh tắm xong bước ra thì thấy phòng làm việc sáng đèn. Cô biết chồng cô đêm nay lại làm việc tới tối muộn. Nhưng vì ban ngày, cô đã thực hiện hai cuộc phẫu thuật lớn, cộng thêm suy nghĩ nhiều mấy hôm nay, nên Diệp Anh cũng đã thấm mệt. Cô không đợi Phong mà leo lên giường đi ngủ luôn đáng lẽ diệp anh định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng nhưng sau khi kiểm tra điện thoại của phong thì cô quyết định cho anh thêm một tuần để xem thái độ của phong có thay đổi hay không nếu anh vẫn thở ơ như vậy thì cuối cùng cô sẽ nghiêm túc làm rõ vấn đề này cùng anh thế nhưng trước khi đợi đến lúc diệp anh nói chuyện với phong thì vào tối thứ năm mẹ chồng cô đã gọi hai vợ chồng về ăn cơm vì hôm nay em trai của phong sẽ về nước còn về cậu em trai của phong thì cô chưa gặp người em trai này lần nào, Diệp Anh chỉ biết anh ta tên là Vũ. Lý do mà cô chưa từng gặp mặt cũng chẳng biết mặt mũi của Vũ là bởi anh ta đã đi du học, ở bên đó làm việc cho tới tận bây giờ. Thậm chí đám cưới của anh trai cũng không về tham dự. Thế nhưng cả bà Lệ, mẹ chồng cô và Phong đều không trách cứ gì Vũ và đương nhiên chuyện này cũng có lý do của nó. Đó là Vũ là một bác sĩ anh là bác sĩ đa khoa tại một bệnh viện tại Mỹ, khoảng thời gian phong tổ chức đám cưới, cũng tức là cách đây 5 tháng, Vũ đang trong kỳ sát hạch khắc nghiệt của bệnh viện nên anh không thể về nước tham dự đám cưới của anh trai mình. Hiện tại thì anh đã thi đậu bài sát hạch đó nên đã quyết định về nước luôn. Ngày đầu bây giờ anh muốn cống hiến cho quê nhà và tối hôm nay anh sẽ có mặt tại nhà mẹ chồng cô. Đương nhiên là vợ chồng cô phải qua nhà mẹ rồi. Đây cũng coi như là lần gặp mặt đầy đủ thành viên của Diệp Anh và gia đình chồng. Đúng 7 giờ tối, Phong và Diệp Anh đã về tới nhà bà Lệ. Phong không quên đem theo chai rượu vang để có thể nhâm nhi cùng đứa em trai yêu quý. Diệp Anh khoác tay chồng bước vào, cả hai sánh bước bên nhau. Khi vừa đặt chân vào nhà bếp, Diệp Anh như chết lặng trước người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn ngay lúc này, toàn thân cô như cái đông cứng. Diệp Anh không biết phải mở miệng như thế nào. Cơ thể cô cứ như đã bị điểm huyệt, chỉ có thể đứng sững tại chỗ, chân chân nhìn vào người phía đối diện. Nhìn thấy Diệp Anh có điểm kỳ lạ, Phong bước đến bên cạnh cô, anh hỏi. Em sao vậy? Đây là em trai anh à? Nhìn cũng giống anh mà. Sao em có vẻ ngạc nhiên thế? Ồ, hóa ra đây là chị dâu hả? Chắc chị biết rồi nhỉ? Nhưng thôi, để em giới thiệu lại. Em tên Vũ, Chào chị nhé." Như là cố tình, Vũ nhấn mạnh hai chữ "chị dâu", làm Diệp Anh thêm phần hoảng hốt. Cô không thể ngờ, có ngày mình sẽ gặp lại Vũ, còn trong tình huống khó xử thế này. Không phải tự dưng mà Diệp Anh lại bàng hoàng, như vậy, cô phản ứng vậy là bởi vì Vũ chính là người yêu cũ của cô, là mối tình đầu của cô, là người mà cô yêu sâu đậm thời đại học. Đây cũng chính là lý do mà lần đầu gặp mặt Phong, Diệp Anh đã thấy anh có nét quen thuộc. Anh là anh trai của Vũ, nên cũng dễ hiểu khi cô tìm thấy bóng dáng của Vũ qua anh, từ đó mà tiếp xúc với anh một cách tự nhiên. Trái đất, đúng là tròn thật đấy. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi định thần lại, Diệp Anh cố tỏ ra bình tĩnh để chào lại Vũ. Lần đầu gặp nhỉ, chào cậu, tôi là Diệp Anh, là vợ anh Phong. Anh trai con khéo quá, tìm được cô vợ sinh ơi là sinh mẹ nhỉ ở đấy mẹ rất là thích diệp anh luôn đấy con bé vừa sinh vừa giỏi nhà mình đúng là có phúc tán gẫu một lúc thì cả nhà cũng ngồi vào bàn ăn hôm nay trên bàn có rất nhiều món thịnh soạn và đương nhiên không thể thiếu món mà vũ thích đó chính là tôm hấp này em ăn đi món này bình thường nhà mình không có nấu nhỉ Phong gấp một con tôm bỏ vào bát của Diệp Anh. Chồng gấp thức ăn cho vợ là điều hết sức bình thường, thế nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu Diệp Anh không bị dị ứng tôm. Đúng vậy, bình thường ở nhà cô không nấu món này vì cô bị dị ứng và tiếc là Phong không hề nhớ chuyện đó dù Diệp Anh đã có nói nhiều lần trước đây. Cảm thấy thất vọng là thế, nhưng đang trên bàn ăn lại có cả Vũ và mẹ chồng nên Diệp Anh được yên lặng mà chừa con tôm đó lại, về nhà sẽ nói chuyện với Phong sau. Cô muốn im lặng mà ngờ đâu Vũ lại thay cô nói ra điều đó. Ủa, không phải là chị dâu bị dự ứng với tôm hả? Ừ, ờ, ừ nhỉ, anh quên mất, xin lỗi em nhé, Diệp Anh. Phong cũng ấy náy khi mình quên mất điều này. Nói rồi anh khắp con tôm ra khỏi bát của Diệp Anh. Bà Lệ ngạc nhiên khi thấy con trai nhỏ của mình lại biết về việc dị ứng của chị dâu nên bà đã hỏi ngay. Làm sao mà con lại biết Diệp Anh bị dị ứng với tôm hả Vũ? À con đoán đấy mà Tại chị dâu nhìn giống với một người bạn của con Cô ấy cũng bị dị ứng với tôm Nên con nói đại Ai ngờ lại đúng Có cả cô gái Làm cho con trai của mẹ nhớ rõ sở thích sở ghét kìa, à Có phải bạn bình thường không đây Bà Lệ nghe con nói vậy Thì chuyển sự chú ý lên cô gái Mà Vũ nói Khiến Vũ nhớ kỹ những chuyện như thế Chắc chắn không phải là bạn bè thông thường rồi Con trai bà Bà phải hiểu rõ chứ Mẹ hiểu con thật đấy, đúng là không phải bạn bình thường, là bạn gái cũ. Ôi trời, bạn gái cũ mà con nhớ kỹ thế làm gì? Vũ của mẹ còn vương vấn người ta hả? Chắc là thế rồi, con trai mẹ trung tình thế đấy. Nói không chừng bây giờ người ta đã có gia đình rồi cũng nên, còn con trai mẹ ngốc nghếch thôi. Nếu vậy thì con cố mà quên đi, con tìm nàng dâu cho mẹ nữa chứ. Vũ chỉ cười cười mà không đáp, anh đưa mắt nhìn qua Diệp Anh. Cô đang ngồi lặng lặng ăn cơm Nghe cuộc nói chuyện nãy giờ của Vũ và mẹ chồng làm cho Diệp Anh lo lắng không thôi. Cô không biết lỡ như Phong và bà Lệ phát hiện cô và Vũ từng yêu nhau thì sẽ phản ứng thế nào. Vừa nãy Vũ còn to gan nói chuyện mình còn vấn vương về cô, liên tục ám chỉ cô. Diệp Anh cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, nhưng cũng may là mọi người đều chìm đắm trong điểm vui sum họp nên không có ai quá để ý tới cô. Lâu lâu Diệp Anh nói một hai câu là được. Ngồi mãi thì bữa cơm hoàn huyên cũng kết thúc. Bên ngoài trời cũng đã khuya, cậu thêm hôm nay phong vui vẻ nên uống hơi quá chén. Vậy nên cô và chồng phải ở lại nhà mẹ chồng đêm nay. Điều này một lần nữa làm cho Diệp Anh thêm bồn chồn. Giờ đã muộn rồi, hơn nữa bữa ăn hôm nay mẹ chồng cô đã nấu. Nên bây giờ Diệp Anh dành phần rửa bát, bà Lệ thoải mái đồng ý rồi đi về phòng nghỉ. Phong cũng say và thấm mệt nên cũng lên lầu nghỉ ngơi còn vũ thì không thấy đâu diệp anh tạm thấy yên tâm cô bắt đầu tráng bát để bỏ vào máy rửa đang tập trung làm thì cô nghe tiếng bước chân lại gần khi diệp anh quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là vũ anh đang đứng ngay gần sát cô bao nhiêu sự hoảng hốt giật mình đều thể hiện rõ ra trên mặt diệp anh đương nhiên là vũ cũng nhìn thấy và rõ hết tất cả sao nhìn chị tái mét vậy chị sợ em lắm hả không không có sao tôi lại sợ Ồ, oh, không sợ là đúng rồi, dù gì mình cũng từng yêu thương nhau như vậy mà. Diệp Anh sợ hãi, giáo giác nhìn xung quanh, xem có ai không, cô chừng mắt. Anh bị điên hả? Nói bậy bạ gì vậy? Em nói sự thật mà, chị dâu đâu cần phải phản ứng như thế. Bây giờ tôi là chị dâu của anh, tất cả là quá khứ rồi, xin anh đừng nhắc lại nữa. <laughs> đối với chị là quá khứ, là chuyện đã qua, nhưng mà đối với tôi, nó là khúc mắc trong suốt những năm tháng sau khi chúng ta chia tay. Là 8 năm đó, 8 năm dài đằng đẵng, tôi vẫn không hiểu tại sao em lại nói chia tay, tại sao lại bỏ rơi tôi? Lý do anh tự biết, anh tự hỏi bản thân mình ấy, tôi không muốn nói lại chuyện này. Giờ em có chồng rồi, nên lạnh lùng dứt khoát quá nhỉ? Em đúng là người vợ mẫu mực đấy. Đang không biết phải làm thế nào để thoát khỏi sự tra hỏi của Vũ thì Diệp Anh giật thót khi nghe thấy tiếng của Phong. Em chưa dọn xong nữa hả? À, gần xong rồi anh ạ. À. Diệp Anh vội đẩy vũ ra, rồi tiến về phía Phong, trước khi để anh vào tới bếp. Phong liếc nhìn đồng hồ, đã 12 giờ hơn, anh nói tiếp. Thôi, em đi ngủ đi, còn gì sáng mai làm tiếp, để mai tỉnh rượu, rồi anh phụ em nhé. Như nắm được sợi dây cứu hộ, Diệp Anh vội đồng ý. Anh đã nói thế, thì mình lên đi ngủ luôn đi ạ, à. mai em sẽ dậy sớm, làm nốt. Ừ. Nói rồi, cả hai bước lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ, Phong không hề biết. Trong một góc tối nơi nhà bếp, ánh mắt phức tạp của Vũ đang dõi theo hai người đầy chăm chú. Sáng ngày hôm sau, Diệp Anh dậy sớm dọn dẹp mọi thứ tươm tất. Mẹ chồng của cô đang đi chợ về để chuẩn bị bữa ăn sáng. Phong tức giấc sau một đêm mỏi mệt, anh vươn vai xuống nhà thì nhìn thấy Diệp Anh đã có mặt dưới nhà bếp nhìn xung quanh thấy mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ nhớ lại tối qua anh có hứa là sẽ phụ dịp anh dọn dẹp mà đến giờ này anh mới ngủ dậy phong cảm thấy áy náy ơ ờ, em dọn xong hết rồi à vâng ạ à, em tranh thủ làm cho xong ạ à. xem không gọi anh dậy làm cung thôi ạ à, cũng không nhiều việc với cả thấy anh ngủ ngon quá em không nỡ gọi đúng lúc này Vũ cũng bước xuống nhà, chứng kiến một màn tình cảm như vậy, anh thấy trong lòng khó chịu không nhịn được cảm thán. Xem đôi vợ chồng tình cảm chưa kìa, em ganh tị quá đi mất. <laughs> ganh tị nữa chứ, nếu mà cô đơn quá thì mau kiếm một cô vợ đi, lúc đó sẽ được như anh nhé. Anh tìm hộ em đi, em cũng thích người chị dâu ấy, anh có bí quyết gì không? Thế phải hôm nữa, anh dẫn đi buổi tiệc ở công ty anh nhé, nhân viên nữ nhiều lắm, chú tha hồ mà chọn nghe cũng ổn nhỉ vậy thì chắc chắn em phải đi rồi hai anh em đùa giỡn một lát thì bà lệ đi chợ về tới nhìn thấy các con thân thiết bà cực kỳ hài lòng tâm trạng cũng cực kỳ tốt nói gì mà vui thế hả hôm qua hai đứa không mệt hay sao mà mới sáng đã năng lượng tràn trề thế này lâu lâu mới có một dịp mà mẹ sao mà mệt được chứ vũ nói đúng đấy mẹ ạ mà tụi con còn trẻ mà sức khỏe tốt lo gì mỏi mệt rồi rồi hai anh nói gì cũng đúng Thôi, đi ra kia cho mẹ con tôi nấu ăn. Diệp Anh, vào phụ mẹ một tí nhá. Vâng ạ. Cả ba người, Phong, Vũ và Diệp Anh cùng đáp lời bà. Không cần biết trong lòng mỗi người có những điều phức tạp gì, nhưng khi cùng trò chuyện với người mẹ chung này, họ đều hòa hợp vui vẻ. Bởi bà Lệ là một người nhân hậu, tâm lý và cực kỳ chu đáo. Chẳng ai muốn làm người phụ nữ này buồn lòng, cũng chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí gia đình rất đỗi ấm áp này một bàn bốn người quây quần bên nhau cùng thưởng thức buổi sáng không cảnh yên bình đến kỳ lạ hôm nay là thứ sáu nên sau khi dùng bữa phong và diệp anh cũng cùng nhau rời khỏi nhà người đến công ty người đến bệnh viện vũ cùng mẹ đứng trước cổng nhà tiễn đôi vợ chồng anh vẫy tay hẹn gặp lại anh và chị dâu nhé ừ thông tin buổi tiệc anh nhắn chút sau ok anh luôn ờ chị dâu không chào lại em hả em buồn đó nha ờ ừm chào cậu hẹn gặp lại vũ mỉm cười nhìn diệp anh và không nói gì nữa phong cũng khởi động xe rồi mất hút phía cuối con đường một tuần nữa lại trôi qua trong bận rộn không rõ về công việc mệt mỏi hay do đã quen với cuộc sống vợ chồng mà chẳng cần việc quan hệ sinh lý diệp anh cũng chẳng còn thắc mắc hay trông đợi chuyện đó vào mỗi tối nữa vấn đề làm cô ám ảnh suy nghĩ nhất bây giờ là làm sao để hạn chế nhất có thể việc chạm mặt với vũ cô không biết những người khác khi gặp tình huống này sẽ như thế nào họ có bình tĩnh đối mặt tự nhiên với nhau như chẳng có chuyện gì diệp anh băn khoăn mãi trong lòng nhiều tâm sự nhưng không biết nói với ai không có ai để chia sẻ nên cả ngày cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lắm lúc đồng nghiệp gọi mãi diệp anh cũng chẳng nghe thấy chị anh chị ơi chị chị có nghe em gọi không đấy hả ơi chị nghe đây mấy hôm nay chị có chuyện gì hả Em thấy chị có lơ lửng như người trên mây ấy. Em thấy vậy thật hả? Chứ còn gì nữa? Mới vừa xong em gọi mãi chị mới nghe thấy còn gì nữa. Đây là Hà, sinh viên y đang thực tập tại viện thẩm mỹ của Diệp Anh. Cô bé trẻ trung, năng động lắm. Năm nay mới 20 tuổi, học hành vất vả, lại còn phải chạy đi chạy lại lo việc thực tập, mà lúc nào Trông Hà cũng tràn đầy năng lượng, tươi tỉnh thế này mới tài chứ. Nghe Hà nói về mình như vậy, Diệp Anh khá ngạc nhiên. Cô không ngờ mình lại bị vị bác sĩ thực tập trẻ này nhìn thấu tâm trạng như vậy. Sự gần gũi tích cực mà Hà mang lại khiến cho Diệp Anh thoải mái. Cô quyết định nói ra một chút vấn đề mình đang gặp phải với Hà, thử xem sao. Chị hỏi em cái này được không? Đương nhiên được ạ. À. Được giải đáp câu hỏi của chị là niềm vinh hạnh của em, cái con bé này. Trong lúc đang dối rắm mà Diệp Anh cũng phải đầu hàng mà phì cười trước câu nói của Hà. Cô cũng xin bái phục của em này luôn đấy chị có một người bạn là nữ chị ấy vừa kết hôn gần đây mới phát hiện ra em trai của chồng lại là người yêu cũ của chị ấy mấy ngày hôm nay bạn chị ấy khó xử lắm chị cũng chẳng biết nên đưa ra lời khuyên gì nếu nằm trong trường hợp này thì em làm như thế nào có chị đâu mà phải khó xử ạ à? chia tay rồi thì thôi bạn chị lấy ai cũng đâu có sao chuyện qua hết rồi cứ đối xử bình thường với nhau là được thôi nhưng mà đừng để chồng của chị ấy biết là được không thì cũng phiền phức lắm nhỉ ạ à? hà vừa trả lời Vừa lè lưỡi tinh quái khi nói xong câu đấy. Nhưng nhìn cô vẫn rất nghiêm túc. Chắc đây thật sự là quan điểm của Hà. Nhưng bạn chị không thể bình thường được. Nếu mà bình thường được thì có gì mà phải suy nghĩ hả em? Không bình thường được á. Dựa trên kinh nghiệm tình trường từ hồi em học lớp 6 đến bây giờ thì chỉ có một lý do thôi. Lý do gì thế? Ôi, mà em yêu từ lúc lớp 6 thật đấy à? Thật chứ. Trải nghiệm mới, có kinh nghiệm được chị ạ. À? Em có thể khẳng định lý do đó, chính là bạn chị vẫn còn tình cảm với người yêu cũ của chị ấy. Sao em lại khẳng định như thế? Dễ hiểu mà, khi trong lòng chữ Yên mới sinh ra muộn phiền chị ạ. À. Chị ấy chưa hoàn toàn quên anh người yêu cũ kia, nên mới thế. Chị có thấy ai mà bình tĩnh trước người mà mình có tình cảm chưa? Ờ thì, nói chung là em nói không sai đâu. Thôi em về nhé, bạn trai em tới đón rồi. Ừ, em về đi, chị cảm ơn nhé. Không có gì ạ, à, chuyện nhỏ. Em chào chị ạ. À cúi đầu chào Diệp Anh rồi, Hà tung tăng mang ba lô chạy ra khỏi sảnh, nhẹ vọt lên xe cùng bạn trai rời đi nhanh chóng. Nhìn theo bóng dáng chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của Hà, làm cho Diệp Anh nhớ đến một thời yêu đương cuồng nhiệt của mình. Thời điểm đó, cô cũng xem xem độ tuổi của Hà bây giờ, người cô yêu chính là Vũ, cùng học y nên cả hai học chung trường đại học. Giờ nghĩ lại, Diệp Anh thấy mình của giai đoạn đó ngốc nghếch thật đấy. Gia cảnh của Diệp Anh không mấy khá giả bố mẹ cô làm nông, cố nuôi cô học đến hết đại học đã là một cả một quá trình cực kỳ khó khăn. Thời sinh viên, cô luôn nằm trong danh sách những sinh viên xuất sắc. Nhờ đó mà có được học bổng suốt 7 năm liền, ngược lại hoàn toàn với Diệp Anh. Vũ sinh ra trong gia đình khá giả là cậu ấm chính hiệu hay còn được gọi là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao cô và vũ xuất thân khác nhau lớn lên trong môi trường khác nhau nhưng lại có thể yêu nhau điều kiện khác nhau là thế người ta vẫn thường nói mây tầng nào gặp mây tầng ấy cô tuy không giàu vật chất nhưng cô giàu năng lực và đây chính là điều đưa cô lên ngang tầm với anh họ giống nhau ở tài năng vũ có gia đình giàu có nhưng anh không muốn theo nghiệp kinh doanh như bố và anh trai của mình mà anh lại đam mê y học đương nhiên ban đầu bố anh không đồng ý vì ông nghĩ gen kinh doanh cho người anh mạnh hơn gen y học bởi nhà ông ba đời làm kinh doanh cả gia đình bà lệ mẹ vũ cũng thế tuy nhiên vũ đã nhanh chóng chứng minh năng lực của mình bằng cách luôn đứng vững trong bảng vàng tại trường đại học cuối cùng với thành tích vượt trội của mình vũ cũng đã thành công nhận được sự ủng hộ của bố không những vậy ông còn vô cùng tự hào với anh. Bảng vàng khi danh không những giúp Vũ có được sự đồng ý của gia đình mà còn giúp cho anh và Diệp Anh tìm thấy nhau. Tên của hai người họ đã trở thành huyền thoại trong trường, đại học. Đến mức các sinh viên khóa đó còn truyền tay nhau câu nói Nếu đứng ở vị trí số 1 là Vũ thì vị trí số 2 chắc chắn là Diệp Anh. Diệp Anh và Vũ, Vũ và Diệp Anh họ bắt đầu tò mò với nhau tự hỏi rằng đối phương có điều gì đặc biệt cứ như vậy đánh xe số phận đưa họ đến gần nhau cùng nhau tạo nên câu chuyện tình đẹp ở môi trường đầy áp lực học tập vũ và diệp anh được mệnh danh là đôi kim đồng ngọc nữ của trường ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ cuộc đời này chẳng có gì dễ dàng người ta thường nói chuyện tốt đẹp thì chẳng kéo dài được lâu cặp đôi trai tài gái sắc vẹn toàn này đã rời xa nhau họ đã chia tay khi cả hai vừa kết thúc năm hai đại học cũng kết thúc hai năm rực rỡ mà họ đã đồng hành cùng với nhau. Bất ngờ hơn, chính Diệp Anh là người đề nghị chia tay, mọi người thắc mắc lý do, khi mà Diệp Anh là người có vẻ cần vươn lên để có thể xứng đôi với Vũ, nhưng cô lại đòi chia tay. Diệp Anh luôn là người sống thực tế, dù hiện tại cô và Vũ có đẹp đôi thế nào thì khoảng cách xuất thân của họ vẫn tồn tại và thật buồn khi phải thừa nhận rằng Diệp Anh luôn tự ti về điều đó. Cô hoài nghi về tình cảm Vũ dành cho mình, cô luôn cảm thấy rằng rõ ràng anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng tại sao anh lại chọn cô. Diệp Anh không đủ tự tin để nghĩ mình vô cùng đặc biệt hay vô cùng phù hợp với Vũ, chính vì vậy mà trong hai năm yêu nhau, dù Vũ nhiều lần ngỏ lời, muốn cô cùng đi ăn với anh trai Vũ, xem như ra mắt, nhưng Diệp Anh luôn tự ti nên đã từ chối. Cũng do đó mà cô không hề hay biết Phong là anh trai của Vũ nên mới dẫn tới tình cảnh khó xử của 8 năm sau. Tuy là vậy, nhưng đây không hoàn toàn là lý do khiến cô đưa ra quyết định chia tay mà còn có sự xuất hiện của một nguyên nhân khác làm cho Diệp Anh hoàn toàn buông tay. Chuyện này càng cho cô thêm chắc chắn, hoàng tử và lọ lem chỉ có trong cổ tích mà ở hiện thực chỉ có Vũ xứng đáng là hoàng tử, còn cô chưa bao giờ là lọ lem. Đó là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Diệp Anh vừa tan học, lúc này, tầm khoảng 5 giờ chiều, điện thoại cô rung lên trong cặp. Diệp Anh mở ra xem thì thấy Vũ đang gọi điện cho cô. "Em tan học rồi hả? Dạ em vừa hết giờ, anh gọi em có gì không?" "À, hôm nay anh có bài nhóm nên tan học muộn hơn bình thường một chút. Em đến phòng 503B đợi anh được không?" "Được ạ, à. nhưng em phải đi mua ít dụng cụ học tập. Khi nào mua xong em lên đó nha." "Vậy cũng được, đợi anh xong thì mình đi ăn nhé. Yêu em." "Em biết rồi, cúp máy nha." diệp anh vui vẻ đi mua đồ tầm nửa tiếng thì cô bấm thang máy lên lầu năm để đến phòng học chờ vũ khi lên tới nơi diệp anh nhìn vào thì chỉ thấy cô vũ và hai ba bạn nam nữa cô biết những người bạn này đây là nhóm bạn chơi thân của vũ trong đó có người tên dũng là thân với vũ nhất cô có gặp mặt họ vài lần nom thấy cửa chỉ khép hờ chứ không đóng chặt diệp anh định mở cửa bước vào ngay lúc cô đứng vào góc khuất của cánh cửa tay đặt trên tay nắm cửa định đẩy ra thì Diệp Anh nghe thấy Dũng nói với Vũ Mày yêu nó là thật lòng hả? Nhà mày giàu vậy sao lại quen nó chứ? Yêu đường gì? Thật lòng gì đâu? Thấy cũng vui, cũng lạ nên quen thử xem sao Nghe đến đây Diệp Anh như không tin vào tay mình Cô bàng hoàng đứng đó toàn bộ lý trí bay đi đâu hết cả Cô cứ như vậy mà đơ ra Khoảng 2 giây thì Diệp Anh quay lưng bỏ đi À không phải là chạy mới đúng diệp anh muốn trốn chạy cô chạy thục mạng chạy liên tù tì năm tầng lầu mà không một lần quay đầu ai nói cô hèn nhát diệp anh cũng thừa nhận bởi sự thật là như vậy cô quá hèn nhát cô không dũng cảm để bước vào căn phòng đó không đủ dũng cảm để đối diện với sự giả tạo đầy rễu cợt đó của vũ diệp anh sợ sợ nghe vũ thừa nhận anh đang chơi đùa với tình cảm của cô, sợ bạn bè anh cười cô không biết tự lượng sức mình, mơ mộng đòi trèo cao. Cô sợ, sợ lắm cái cảm giác bản thân mình bị lột trần chơ chơ ra đó để người ta chế nhạo, sợ sự mạnh mẽ bao lâu nay cô gây dựng sẽ tan biến trong phút chốc. Diệp Anh ngơ ngác đứng giữa sân trường, mặt trời dần lặn Màu hồng đỏ bao trùm lấy cô, dường như màu của sự u buồn đang len lỏi qua từng tán lá. Những tia sáng cuối ngày xuyên thẳng vào tim cô, đốt cháy thứ cảm xúc mà người đời gọi là tình yêu là chi kỷ. Diệp Anh lang thang trên đường về ký túc xá, cho đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Đêm đó, cô tắt điện thoại, ngăn chặn mọi sự liên lạc của Vũ. Sáng hôm sau, Diệp Anh hẹn gặp Vũ để nói lời chia tay. Chúng ta dừng lại đi, em nói đùa hả dừng lại gì chứ tôi không đùa tôi nói là chúng ta chia tay đi em nghiêm túc đấy à tôi không có thời gian để cùng anh đùa giỡn ý tôi chính là như vậy từ nay chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa cả anh chưa lỗi anh có làm gì sai em cứ nói anh sẽ thay đổi mà chứ em đòi chia tay anh anh biết phải làm sao xin em hãy nói cho anh biết hãy cho anh một cơ hội được không anh không sai là tôi sai tôi sai cái tin tưởng anh khi thật lòng yêu anh giờ tôi không muốn nói gì nữa cả anh tự hỏi chính bản thân mình đi không, anh không muốn. Tôi mệt mỏi lắm rồi, xin anh buông tha cho tôi, cầu xin anh đấy. Diệp Anh, anh cũng van xin em đấy. Em, Vũ tiến lại, nắm tay Diệp Anh, nhưng cô đã dứt khoát hất ra, hai mắt anh đỏ hoe. Vũ như muốn khóc, cho dù là anh chật vật như vậy, nhưng cô vẫn quay lưng bước đi mà không ngoái đầu lại. Diệp Anh nào có sắt đá như thế, cô cũng đớn đau, cũng xót xa tột cùng, nhưng cô chẳng muốn quay đầu Cô không muốn mình lại mềm lòng rồi nhận lại đau khổ, chỉ cần lần này quyết tâm thì cô sẽ vượt qua thôi. Nghĩ vậy nên chưa một lần Diệp Anh quay đầu, chưa một lần cho Vũ cơ hội để biết đối với cô anh đã làm sai những gì. Từ lần gặp đó, Vũ có đến tìm cô mấy lần, trông anh rất tàn tạ sơ xác, nhưng Diệp Anh vẫn không cùng anh nói chuyện thêm lần nào nữa cả. Kiên định là tốt, mạnh mẽ là tốt thế nhưng lần này diệp anh đã sai chính sự hèn nhát của cô vào buổi chiều hôm đó đã làm cô đánh mất tình yêu đích thực của đời mình đánh mất người mình yêu chân thành nhất nếu lúc đó diệp anh dũng cảm nán lại thêm một chút hay dũng cảm xông vào để hỏi rõ mọi chuyện thì họ đã không lạc mất nhau quay trở lại với hiện tại những lời hà nói đã khiến diệp anh phải suy nghĩ chẳng lẽ cô thật sự chưa quên được vũ cô vẫn còn tình cảm với vũ sao hay đó chỉ là sự tiếc nuối của một mối tình giang dở. Diệp Anh không biết, cô cũng không có can đảm để biết. Cô không dám đối diện với bản thân mình, với Phong, với Vũ, nếu cô thật sự đúng như những gì Hà nói. Sẽ ra sao? Nếu Diệp Anh còn yêu Vũ, vậy cảm tình của cô đối với Phong là gì? Diệp Anh không muốn suy nghĩ nữa, cô quyết định cứ để mọi chuyện tự nhiên. Cô sẽ thật bình tĩnh, khi đối mặt với Vũ, làm quen với việc mình là chị dâu của Vũ. Dù có như thế nào thì tất cả đã qua, Diệp Anh của hiện tại đã là vợ Phong, cô phải ý thức rõ chuyện này và luôn luôn tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình. Một lần đau khổ từ mối tình với Vũ là quá đủ. Diệp Anh không muốn mình lại bị Vũ ảnh hưởng rồi lại tiếp tục chuốc lấy tổn thương. Cô luôn nhớ rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mới đó mà đã đến thứ bảy, tối hôm nay công ty Phong có tiệc, đây cũng là buổi tiệc mà Phong Bảo Vũ tham gia hôm trước. Quy mô của tiệc đêm này khá lớn, không chỉ có nhân viên công ty của Phong mà còn có cả đối tác, khách hàng của công ty nên người nhà có xếp lớn như anh không thể không tham dự. Đương nhiên là cả Diệp Anh cũng phải có mặt. Diệp Anh đang suy nghĩ tối nay nên mặc bộ váy nào thì chồng cô gọi đến. 6 giờ tối nay em có mặt tại tiệc nhé. Anh nhắn Vũ rồi, nên nó sẽ qua đón em cùng đi. Anh phải ở công ty để theo dõi công tác chuẩn bị, không thể về chờ em đến được. Hay là để em đi taxi cũng được, không cần phiền đến cậu Vũ. Phiền gì chứ, em cứ đi với nó, dù gì cũng tiện đường mà. Với cả em đi taxi đến một mình không hay, thế nhá, em chuẩn bị đi, anh làm việc tiếp đây dù trong lòng cực kỳ không muốn đi cùng vũ nhưng khi nghĩ kỹ lại diệp anh thấy đây là cơ hội để cô tập luyện khả năng chịu đựng của mình suy nghĩ này tiếp thêm cho cô động lực diệp anh nhanh chóng quên đi nỗi băn khoăn và nghiêm túc chọn quần áo rồi trang điểm thật cẩn thận là người có phong cách đơn giản nên diệp anh hiếm khi trang điểm hay ăn mặc quá nổi bật vậy nên khi hôm nay cô đặc biệt trang điểm, làm tóc rồi mặc lên người chiếc váy dạ hội màu đỏ đô quyến rũ, có đính hạt lấp lánh, thêm cả đường xẻ tà. Lên tận đùi, Diệp Anh như trở thành một người khác. Cô vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, lại càng quyến rũ, nhưng không mất đi sự sang trọng. Có thể nói, Diệp Anh đã trở thành mỹ nhân trong bữa tiệc tối nay. Đúng 5 giờ, Diệp Anh nghe tiếng chuông cửa, đoán là vũ tới nên cô khoác thêm chiếc áo khoác dài rồi xuống mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì cô đã nhìn thấy Vũ, nhưng anh đứng đó mà không bước vào nhà ngay. Diệp Anh cảm nhận được ánh mắt của anh đang dừng lại trên người mình, không được thoải mái khi đối diện với sự nóng bỏng trong cái nhìn của Vũ. Diệp Anh mời anh vào nhà, anh vào nhà đi. Lúc này, Vũ mới bước vào, anh nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi quay qua nói với cô, "Chị cho tôi xin cốc nước được không? Đi đường khát quá. Được, anh chờ một lát." Diệp Anh vào bếp rót nước cho Vũ, nhưng khi cô quay trở ra thì không thấy người đâu, cô mang theo ly nước bước lên lầu tìm Vũ, không ngờ lại nhìn thấy anh đứng trong phòng ngủ của Phong và cô, cụ thể là anh đang nhìn chăm chăm vào tấm ảnh cưới khổ lớn được treo ngay đầu giường. Anh làm gì ở đây vậy? Tham quan nhà thôi, sao chị phản ứng gay thế? Phòng ngủ thì có gì mà tham quan chứ? Anh ra ngoài đi, tôi mang nước cho anh đây vũ đưa tay sờ lên chiếc gối còn dính một vài sợi tóc dài trên đó vừa miết mép gối anh vừa hỏi diệp anh chị nằm ở chỗ này hả nằm ở đâu kệ tôi xanh hỏi chuyện vớ vẩn thế vậy là anh tôi nằm ở bên phải chị sao tôi đã nói anh đừng hỏi nữa mà anh không nói gì nữa mà đi về phía của diệp anh cô hoảng sợ lùi về sau nhưng cô càng đi lùi về sau thì vũ càng ép tiến tới diệp anh câu lùi mãi đến khi đụng đến tủ tivi đằng sau lưng mình vì dừng lại đột ngột do va chạm nên một ít nước trong ly đã đổ lên áo khoác của diệp anh thấy vũ cứ nhìn mình chằm chằm cô bắt chéo hai tay lên che ngực mình ánh mắt nhìn anh đầy cảnh giác vũ bật cười thích thú anh trêu chọc chị làm gì vậy tôi tới lấy nước uống thôi mà tôi tôi phản xạ có điều kiện thôi nước đây diệp anh duỗi tay đưa ly nước cho vũ anh cầm lấy uống một hớp rồi đặt xuống bàn Vũ chống hai tay xuống bàn, vị trí anh để tay sát vào hai bên hông của Diệp Anh, khóe miệng Vũ nhếch lên, trông xấu xa cực kỳ. Tôi không có ý đồ xấu, mà chị lại che chắn như thế là có ý gì đấy hả? Diệp Anh nghẹn họng, chẳng nói lên lời. Cô thấy Vũ ngoái đầu nhìn về phía trước giường, rồi quay lại đối diện với cô. Nhưng nếu chị đã mong đợi như thế, thì tôi cũng có thể đáp ứng. Vừa hay ở đây, chân ấm nệm êm, tôi rất sẵn lòng. Anh đừng nói bậy bạ, anh mà làm gì tôi, là tôi la lên đó ờ nhưng tôi mà làm thì chị phải la là đúng rồi tôi cũng lâu rồi chưa được nghe đấy tên vũ này không đứng đắn mà đặt tay lên vai diệp anh anh kéo vai áo khoác của cô ra đến bức này diệp anh không thể chịu nổi nữa cô giơ đầu gối lên cho vũ một đá à chị làm gì vậy sao anh có thể khốn nạn như vậy tôi là chị dâu của anh đó chị suy diễn quá rồi đó tôi thấy áo khoác chị bị ướt nên mới kéo ra, định nói chị cởi ra đi, kẻo ướt cả váy ở trong. Sao chị cứ nghĩ đến việc tôi muốn làm chuyện xấu với chị mãi vậy? Không cần anh giúp, nói đàng hoàng không được sao? Anh cứ nói năng hành động bất lịch sự như vậy, ai mà chấp nhận được chứ? Thôi được rồi, tôi xin lỗi chị, là do tôi thô lỗ. Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay đi, tôi phải thay áo. Vũ đi cả nhắc, đau đớn, bước ra ngoài. Diệp Anh thấy không an tâm, nên cô khóa trái cửa phòng lại. Vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, Diệp Anh dựa vào cửa hít ra thở vào để chấn an bản thân trở lại. Cô không thế nảy mãi được. Vũ thì cứ trêu đùa mà cô lại yếu đuối quá thể. Diệp Anh không thể hiểu tại sao mỗi khi nhìn vào mắt anh thì lý trí của cô bỏ trốn đi đâu hết. Cứ như mỗi lúc ấy là não cô chẳng hoạt động gì cả. Diệp Anh tự nói bản thân từ giờ cô phải cứng rắn lên. Nếu không thì Vũ sẽ nắm được điểm yếu của cô mà chơi đùa cô mãi như thế. Cô không thể chấp nhận điều này. Sau khi suy nghĩ kỹ rồi Cô thay áo khoác Phải mau chóng đến buổi tiệc đúng giờ Phong đang đợi cô Diệp Anh mở cửa phòng Hít một hơi thật sâu Rồi đi xuống phòng khách Đi thôi anh Phong đợi chúng ta đó Tôi xin lỗi chị chuyện vừa nãy Tôi không nên lỗ mãng như vậy Anh đừng nhắc lại nữa Coi như tôi đã tha thứ cho anh Hy vọng sau này anh sẽ tôn trọng tôi Coi tôi là chị dâu đúng nghĩa Đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì Chúng ta cùng quên nó đi Được Anh nhìn cô một lát rồi trả lời có vẻ Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh quay lưng bước ra khỏi nhà, sau đó lái xe tới trước cổng, Diệp Anh đã chờ sẵn ở đó. Thấy anh mở đai an toàn, định bước xuống xe để mở cửa ghế phụ lái, cô cất tiếng, "Tôi sẽ ngồi hàng ghế sau." Vũ hơi đơ ra hai giây rồi gật đầu với cô, anh nhấn nút mở cửa sau để Diệp Anh mở cửa bước lên xe. Thành thật mà nói, thì việc Diệp Anh ngồi ghế sau khiến cho Vũ có cảm giác mình là tài xế taxi vậy. Mà thôi, gì cũng được miễn cô chịu ngồi xe anh trở là được dù có xảy ra xung đột linh tinh nhưng cả hai vẫn đến tiệc đúng giờ phong nhìn thấy xe của em trai đến thì bước ra đón vợ và em trai diệp anh vừa định khoác tay mình vào cánh tay của chồng thì đột nhiên có một chàng trai chạy ra anh ta chạy đến chỗ phong anh ơi có người muốn gặp anh ạ à? à vậy để anh vào gặp vũ đi cùng diệp anh vào trong nhé anh đi tiếp khách chút nói rồi phong xoay người bước vào buổi tiệc chàng trai vừa nãy quay qua hỏi diệp anh chị là vợ của anh phong ạ à? vâng đúng rồi em chào chị em là nam thư ký của anh phong chào cậu nam thôi anh chị có vào trong nhé em xin phép đi công việc diệp anh gật đầu với nam vừa đi cô vừa cảm thấy cậu nam này hình như quen quen cô cứ nghĩ mãi mà không nhớ ra chắc là mình gặp ở đám cưới của mình và phong rồi nên thấy quen chăng để hôm nào về xem lại trình chụp ngày hôm đó Diệp Anh thầm nghĩ trong đầu như vậy, buổi tiệc ngày hôm nay lớn nên phong rất bận rộn, anh chạy tới chạy lui, bắt tay người này, tiếp chuyện người kia. Phần lớn khách khứa sẽ do Phong và Nam, cậu thư ký ban nãy cùng trao đổi, nói chuyện. Tuy nhiên, có một vài vị khách anh cũng rất dịp anh đến để gặp mặt họ, nhưng số khách này cũng rất ít, nên cô cũng không tiếp chuyện với nhiều người lắm. Vừa cùng Phong nói chuyện với khách xong Thì Diệp Anh để ý Thấy chán anh đã đẫm mồ hôi Có thò tay vào túi sách Định lấy khăn giấy lau cho Phong Chưa kịp lấy ra Thì Nam đã mang khăn giấy tới Nhưng thay vì đưa giấy cho Phong lau Thì cậu ta trực tiếp lau cho Phong luôn Và chồng cô thì cũng không phản đối chuyện này Mà để im cho Phong lau Cả Phong và Nam đều rất tự nhiên cứ như là đã quen với việc này, Diệp Anh đứng bên cạnh chứng kiến thì cũng thấy hơi lạ, nhưng cô cũng không nói gì sau khi lau xong thì cả hai nói là đi xử lý công chuyện gì đó rồi rời đi cùng nhau thấy chồng cùng thư ký đi rồi diệp anh cũng quay lại chỗ cũ nãy giờ nói chuyện cũng khát nên cô lấy một ly nước ép để uống lúc này vũ cũng đến lấy đồ uống anh chọn một ly vang anh bước đến bên cạnh diệp anh chỉ có thấy anh tôi và cậu thư ký đó hơi thân thiết quá mức không chắc do công việc thôi công việc gì mà nhìn nhau đắm đuối thế tôi thấy ánh mắt anh tôi nhìn cậu ấy còn thắm thiết hơn cả nhìn chị đấy anh lại bắt đầu linh tinh rồi đấy. Thế thôi, tôi không nói nữa. Thôi tôi về trước đây, tôi thấy hơi mệt, để tôi đưa chị về. Không cần, anh ở đây tìm bạn gái đi chứ. Tôi thấy nhiều cô xinh lắm, khỏi, không đẹp bằng người yêu cũ của tôi, về thôi. Diệp Anh định hỏi người yêu cũ của Vũ là ai, cô cũng tò mò, sau khi chia tay cô, anh có quen ai nữa không? Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là có rồi, người đàn ông như Vũ thiếu gì người yêu cơ chứ. Nghĩ vậy nên cô lại thôi không thể không thừa nhận vũ mặc vét trông rất đẹp đeo chiếc cà vạt màu xanh đó cũng rất hợp nữa bữa tiệc hôm nay có rất nhiều cô gái nhìn theo vũ không rời diệp anh ngồi trên xe nghĩ linh tinh như vậy rồi cô giật mình nhận ra mình còn chẳng biết đêm nay phong mặc vét màu gì có đeo cà vạt hay không Ấy vậy mà cô lại nhớ kỹ trang phục của Vũ. Diệp Anh vỗ vỗ mấy cái lên mặt cho tỉnh táo lại. Cô tự chấn an bản thân. Chắc là do cô ấn tượng với thiết kế đồ vét mà Vũ mặc thôi. Chứ không có gì đâu, không cần phải lo lắng. Sực nhớ ra, mình chưa báo về trước với Phong. Nên Diệp Anh lấy điện thoại ra gọi cho Phong. Anh cũng bắt máy ngay. Em về trước nhá ạ. À? Em thấy hơi mệt ạ. À? Ờ ừ, không sao, em về nghỉ cho khỏe đi. Chắc muộn lắm, anh mới về. Em ngủ trước đi nhá. Vâng ạ. Vốn là người không thích tụ tập ồn ào, nên buổi tiệc hôm nay làm cho Diệp Anh khá mệt. Ngay khi Vũ đưa cô về nhà, Diệp Anh nói cảm ơn anh rồi vào nhà ngay. Cô tắm rửa, tẩy trang và ngủ luôn. Vì mệt nên Diệp Anh đã ngủ rất say, cũng không rõ đêm nay Phong có về nhà hay không. Qua ngày hôm sau, khi thức giấc, Diệp Anh đã nhìn thấy Phong ở dưới nhà. Cô cũng không thắc mắc anh về mấy giờ hay tối hôm qua anh có về không, chỉ cần bây giờ anh đã an toàn có mặt ở nhà là được em có khỏe hơn chưa em cũng hay mệt như thế ngủ một giấc là khỏe ngay mà anh có mệt không vậy ổn rồi anh cũng còn hơi mệt xíu chắc một lát ăn sáng xong anh lên nghỉ thêm một chút vâng ạ à, để giờ em chuẩn bị đồ ăn sáng luôn cảm ơn em Diệp anh vào bếp nấu cháo để ăn sáng không muốn ăn dầu mỡ nhiều tiên cô tự nấu cho đảm bảo hôm qua ăn linh tinh nên giờ bụng cô hơi khó chịu còn về phong bận rộn cả một ngày, chắc giờ anh cũng đói rồi. Lúc tô cháo nóng hổi được bưng ra, cả hai đều đã đói cồn cào, nên anh lấy tập trung ăn để lấp đầy cái bụng của mình mà không nói một lời. Xong xuôi hết thì Diệp Anh dọn dẹp, Phong đứng cạnh cô, em dọn giúp anh, giờ anh lên ngủ chút nhá, trưa nay anh không ăn đâu, anh ngủ tới chiều luôn, nên buổi trưa em đói thì cứ ăn gì đó, đừng gọi anh nhá. Vâng em biết rồi, anh đi nghỉ đi ạ. Phong gật đầu với Diệp Anh rồi lên phòng ngủ luôn, trong mắt anh như muốn díu lại tới nơi. Diệp Anh đang lau bàn thì nghe tiếng gáy của phong, ngay sau đó, có lẽ là anh còn mệt nhiều lắm nên mới ngủ ngay khi vừa chạm lưng tới giường. Đây là ngày chủ nhật hiếm hoi mà Diệp Anh được nghỉ, cô không muốn để nó trôi quá một cách lãng phí, nên Diệp Anh quyết định đi dạo. Địa điểm đầu tiên mà Diệp Anh đi là nhà sách. Đây cũng là nhà sách ruột của cô suốt thời gian còn đi học. Diệp Anh tìm tới đây là bởi đã lâu rồi cô chưa tìm lại cảm giác đắm chìm trong không gian toàn là sách. Dựa vào bức tường này, góc cột kia để đọc một cuốn sách hay. Nhìn những cuốn sách xếp hành chồng thành tầng đặt cạnh nhau ngay ngắn, làm cho Diệp Anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô nghiện mùi trang sách mới. Với cô, nó là mùi thơm mà không một loại nước hoa nào sánh bằng. Ngày còn học đại học, Diệp Anh luôn mãi mê hàng giờ trong hết nhà sách này đến nhà sách khác đến mức vũ còn nói mỗi lúc anh muốn gặp cô thì nơi đầu tiên anh tìm đến chính là nhà sách cô lại gặp vũ ngay tại nhà sách này nơi hẹn hò nhiều nhất của hai người không biết có phải anh muốn gặp cô hay không mà lại đến đây trùng hợp nhỉ biết trước gặp anh ở đây thì tôi đã không tới chỗ này chị nói vậy làm hai người buồn đấy hai người ai chứ người thứ nhất đương nhiên là nguyễn khánh vũ tôi đây người thứ hai là ông chủ tiệm sách đó nhảm nhí ờ hay tôi nói thật mà anh đừng có ồn ào nữa để yên cho tôi lựa sách chị có hay tới nhà sách này không không lâu rồi tôi mới đến ồ vậy là chị nhớ tới những kỷ niệm của chúng ta nên mới đến hả diệp anh không đáp lời nhưng thật sự trong đầu cô đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của vũ có đúng là diệp anh nhớ lại những ký ức đó nên mới tìm đến đây không từ sau khi chia tay vũ cô chưa đến đây một lần nào dù cần sách vở gì, cô cũng sẽ đi nhà sách khác. Diệp Anh cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, phải chăng về sự quay lại của Vũ, làm những ký ức sống lại trong cô một lần nữa. Thấy Diệp Anh trầm ngâm không đáp, Vũ lại hỏi, bị tôi nói trúng tim đen nên chị không biết nói gì nữa hả? Ngày xưa mỗi lần bị tôi đoán đúng, chị cũng im lặng như này, sau đó xấu hổ cười cười nữa. Đó là ngày xưa, đã 8 năm rồi, tôi đã không còn như vậy nữa, nhưng sao anh mãi không thay đổi vậy? Chị đây là đang khen hay chê tôi vậy? Anh vẫn thích trêu đùa tôi như vậy, làm vậy anh thấy vui lắm hả? Trước giờ tôi chưa từng trêu đùa giả dối với chị, kể cả 8 năm trước hay hiện tại, tôi vẫn như vậy. Ánh mắt Vũ chân thành, anh nói với giọng điệu nghiêm túc, Diệp Anh cũng cảm nhận được điều đó, cô có cảm giác Vũ đang nói thật, nhưng Diệp Anh không muốn thừa nhận. Anh nói thật thì sao chứ? Cũng đã qua rồi, họ giờ những bát nước đã đổ đi, làm sao có thể hốt lại được? Diệp Anh thầm thở dài. Cô cầm lấy cuốn sách đã chọn rồi ra quầy tính tiền. Điểm đến tiếp theo của cô là siêu thị. Diệp Anh muốn nấu vài món cô thèm vào tối nay. Vừa đậu xe xong, liếc mắt qua bên cạnh, cô thấy chiếc ô tô quen thuộc xe của Vũ. Diệp Anh bước ra khỏi xe, chạm mặt Vũ. Cô nhíu mày. Anh đi theo tôi hả? Không được. Tôi không thích. Gặp mặt anh hoài làm tôi khó chịu. Thôi, chị cho tôi theo đi. Tôi mới về nước không có việc gì làm. Chán lắm đi gặp bạn bè đi Gặp rồi, nhưng chúng nó cũng có gia đình, có công việc Ai rảnh mà gặp tôi mãi Chị kệ tôi đi, coi như làm phước vậy Tùy anh Cảm ơn chị Vậy là Vũ lẽo đẽo theo sau lưng Diệp Anh Nói thật thì anh thích cảm giác này Diệp Anh mua rất nhiều nguyên liệu Cô đang đứng ở quầy rau củ Chị mua khoai tây đi Để làm gì? Tôi thích khoai tây lắm Liên quan gì đến tôi? Chị mua đi Tối nay tôi qua ăn cơm ké Anh nói thật à? Thật chứ, em trai qua nhà anh ăn cơm có gì không được hả? Được, vậy bỏ khoai vào đi. Vừa nói, Vũ vừa bóc mấy củ khoai tây cho vào xe đẩy rồi ăn dành lấy nhiệm vụ đẩy xe luôn. Diệp Anh cản lại, không cần. Ăn trực mà không làm thì kỳ lắm, tôi phụ chị một tí, lát về ăn cơm ngon hơn. Cũng hợp lý. Chẳng phải chuyện gì to tát, Diệp Anh đồng ý cho xong, cứ kể kèo mãi thì cũng chẳng hay. Lượn lờ vài vòng trong siêu thị thì đồ cần mua đã đủ, Cả hai đi tính tiền, Vũ nhận nhiệm vụ bỏ hàng lên bàn để tính tiền, còn Diệp Anh cầm ví, đứng bên cạnh anh. Phía bên ngoài quầy tính tiền, có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, bà ấy đang đợi để thanh toán phần hàng của mình. Nhìn thấy Vũ và Diệp Anh đứng cùng, trông rất đẹp đôi, không nhịn được mà khen. Hai vợ chồng tình cảm quá, anh chồng còn đi chợ cùng vợ, đúng là hiếm có. Ơ, ừ, bác nói hai chúng cháu ạ? À? Vũ nghe bác này nói thì hỏi như vậy, bác gái cười đáp, chứ còn ai nữa, hai đứa đẹp đôi quá Diệp Anh hết hồn khi bác ấy nói như vậy. Cô giải thích, không phải ạ, à, chúng cháu không phải vợ chồng, vợ vợ cháu ngại đi bác ạ. À. <laughs> bác hiểu mà, vợ chồng son nên còn ngại ngùng chứ gì. Thôi chúc hai đứa hạnh phúc nhá. Bác đi đây. Việc thừa nhận của Vũ làm Diệp Anh vô cùng khó chịu. Cô bực bội chừng mắt nhìn anh, miệng thì thầm, Anh bị thần kinh hả? Sao lại nói thế? Người đi đường thôi mà, Nói đại vậy cho nhanh, giải thích làm gì đâu. Dù sao mình cũng chẳng gặp lại họ đang ở chỗ đông người, không tiện phân bua, nên Diệp Anh không nói gì nữa. Vũ giúp cô cất xong đồ đạc vào cốp thì Diệp Anh nói, sau này anh đừng đi chung với tôi nữa. Mấy lời như vậy tôi không muốn nghe, tôi cũng cực kỳ không đồng ý với thái độ và quan điểm của anh, mong anh sẽ tiếp thu, cảm ơn. Diệp Anh bước lên xe ngay sau khi nói xong, cô cũng không chờ Vũ trả lời, vì Diệp Anh không có nhu cầu nghe anh nói thêm bất kỳ điều gì, cô chỉ cần nói rõ suy nghĩ của mình là được phải phân ra giới hạn rõ ràng để Vũ không hành xử thiếu tôn trọng cô như vậy nữa. Diệp Anh lái xe đi trước, Vũ nối đuôi theo sau. Dù bị cô khét bỏ như vậy, nhưng Vũ vẫn muốn đến nhà cô ăn cơm, vì anh muốn ăn đồ ăn cô nấu. Anh biết mình đang sai, nhưng Vũ không thể kiểm soát được mình nữa. Anh ganh tị với anh trai mình, anh cứ trong vô thức mà muốn chen vào cuộc sống của Phong và Diệp Anh, không hiểu sao Vũ cứ cứ cảm giác. Phong không thực sự yêu cô và hình như anh trai anh đang xấu Diệp Anh điều gì đó. Diệp Anh về đến nhà thì thấy Phong đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cô vừa bỏ dép vừa hỏi Phong, anh dậy rồi hả? Có đói bụng không? À, anh mới dậy, không thấy em đâu. Đoán em đi chợ nên anh ngồi xem tivi đợi em này. Anh đoán đúng rồi đó, em mới đi siêu thị về, giờ em về nấu luôn. Có cần anh phụ gì không? Để một lát có cần thì em gọi nhá. Phong nhìn về hướng cửa, có ai đó đang nhấn chuông, anh đi ra xem thì thấy đó là Vũ, anh ngạc nhiên. Em đến chơi sao không báo trước với anh? Tạo bất ngờ cho anh đó. Đến vừa lúc lúc và ngồi đợi tí sẽ ăn cơm cùng anh chị luôn này. Sói đúng lúc là phải rồi. Em canh giờ cơm mới đến đó. Thế mẹ không có ở nhà, không ạ. À, mẹ đi ra phố chơi với các bác rồi. Vậy nên em mới đến làm phiền nhà mình một hôm đây. Phiền hà gì đâu? Em đến chơi anh vui còn không hết đi chứ. Thôi vào trong nhà đi. Vũ vừa đẩy cửa vào nhà đã nhìn thấy diệp anh loay hoay trong bếp anh nói vọng vào cho em order canh khoai tây ạ à? ủa biết có khoai tây không mà order vậy nghe anh trai hỏi mình như vậy vũ liền cười em đoán là có hay anh hỏi chị dâu thử xem nay nhà mình có mua khoai tây không em có ạ à? để em nấu cho cậu vũ món đó hay nhỉ trùng hợp quá khoai tây là nguyên liệu phổ biến mà có cũng dễ hiểu thôi anh trai của tôi ơi chú ăn mày đấy bình thường nhà anh không ăn món đấy mấy đâu ồ ra là vậy Vũ cứ vờ như tình cờ, chứ không nói việc anh gặp Diệp Anh và cùng cô đi mua đồ. Vũ biết Diệp Anh không muốn để Phong biết chuyện đó, anh sẽ không để cô bị người khác làm khó xử. Hai anh em, nhà Phong và Vũ cùng ngồi xem TV. Vừa nãy cả hai có đề nghị giúp Diệp Anh, nhưng cô từ chối. Không phải vì cô không thích hay vì lý do nào đặc biệt mà do Diệp Anh thấy thật sự không cần thiết. Chỉ vài món đơn giản tự cô có thể làm được. Thế nhưng sự cố đã xảy ra chuyện là Diệp Anh đang múc thức ăn ra bát thì trượt tay làm nước canh nóng hổi đổ hết lên cánh tay. Cô đau đớn la lên theo phản xạ. a à, cả Phong và Vũ đều nghe thấy tiếng kêu của Diệp Anh. Hai người chạy vội vào bếp, vừa vào đến nơi. Mắt thấy cánh tay đỏ ửng của cô, Vũ gần như lao đến. Anh vội cầm tay Diệp Anh đưa vào vòi nước, xả nước lạnh ra liên tục. Phong ngơ ngác đứng đó, chưa kịp phản ứng. Vũ quát lên với anh, nhà có thuốc bôi bỏng không? Anh mau đưa lấy đi. À ở à, anh đưa lấy ngay. Bấy giờ Phong mới hoàn hồn Anh chạy đi lấy hộp sơ cứu Đem đến cho Vũ ngay Tinh tinh Phong có tin nhắn từ người nào đó Anh để hộp thuốc xuống bàn Rồi bước ra phòng khách xem điện thoại Trong này Vũ cẩn thận Lấy bông thấm sạch nước trên vết thương Hết sức nhẹ nhàng bôi thuốc cho Diệp Anh Cả quá trình anh đều nâng niu chậm rãi Đôi mày nhíu chặt lại Trông vô cùng lo lắng Ánh mắt Vũ ánh lên sự xót xa Tất cả điều này được Diệp Anh thu vào mắt thế nhưng phong người lẽ ra nên làm những điều này thì lại đang ở ngoài phòng khách chăm chú nhắn tin mà lại không xem vết thương hay hỏi han vợ mình một lời nào cơn đau dường như làm diệp anh tỉnh táo cô chợt nhận ra vài điều cô thấy được sự quan tâm của vũ dù có thể đây chỉ là bệnh nghề nghiệp anh là bác sĩ nên phản ứng nhanh nhạy cũng là điều bình thường tuy không thể khẳng định được điều gì từ những hành động của vũ nhưng thông qua đó diệp anh có thể khẳng định được sự vô tâm của chồng phong là chồng cô dù vết thương cô có nặng hay nhẹ dù cô có người giúp sơ cứu hay không thì anh cũng phải ở bên cạnh xem xét tình hình của cô hỏi thăm cô như thế nào chứ làm gì có người chồng nào lại thờ ơ không mảy may quan tâm mà chạy đi làm việc khác hay nói cách khác là phong không hề yêu cô liệu anh đã hết yêu diệp anh hay từ trước tới nay anh chưa từng yêu cô đây là lần đầu tiên Diệp Anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, nếu như vậy thì có thể giải thích được cho sự thở ơ của Phong từ hồi nào tới giờ. Diệp Anh im lặng, không nói lời nào, mặt mày nhăn nhó, vũ lo lắng. Chỉ có đau lắm không? Tôi làm nhẹ tay hơn nữa nhé. Không sao, anh cứ bôi thuốc tiếp đi, tôi không có yếu đuối vậy đâu. Hình như bây giờ, Phong mới nhớ đến Diệp Anh. Anh cất điện thoại vào rồi đi tới bên cạnh hai người họ. Em có sao không? Đương nhiên là có rồi, anh hỏi gì kỳ vậy? Vũ thay Diệp Anh trả lời. Anh thấy anh trai mình hỏi câu quá ngốc nghếch. Vợ bị thương như vậy mà cứ ngơ ngẩn, rồi còn chạy đi đâu nữa, chẳng quan tâm, đúng là tệ mà. Phong cũng nhận ra mình lơ là quá, anh ấy náy, anh xin lỗi, tại anh có việc gấp với anh. Thấy Vũ nó là bác sĩ, anh cũng không rảnh xử lý cái này, nên anh để Vũ làm luôn. Thôi kệ đi, em cũng ổn rồi, anh bận thì thôi, anh cứ làm tiếp đi. Diệp anh à, em giận anh hả? Không có, em không giận đâu, Hỏi Phong thở dài Anh biết mình sai rồi Và anh cũng hiểu bản thân mình Sao lại không xuất sáng lo lắng cho Diệp Anh Đồng thời cũng chính lý do này Nên Phong không nhận thấy sự quan tâm Có phần hơi quá của Vũ Dành cho vợ mình Nguyên nhân Phong như vậy về sau sẽ rõ Qua một hồi hỗn loạn thì băng bó cũng đã xong Diệp Anh cũng ổn Thế ba người ngồi và ăn cơm Vũ ăn qua loa rồi đứng lên Anh đợi chị em một lát Em đi rồi về ngay Nói rồi, Vũ nhanh chân đi ra ngoài, khoảng 15 phút sau, anh trở lại, trên tay là một túi đồ gì đó, để chuộc lỗi bát nãy, nên ăn xong, Phong đã dọn dẹp chén bát, không để cho Diệp Anh động tay vào, em ra phòng khách ngồi với Vũ đi, để anh dọn cho, vâng em cảm ơn, lần này, Diệp Anh không ý kiến gì nhiều, cô để cho Phong muốn làm gì thì làm, còn mình thì ra phòng khách ngồi, đang ngồi đó, Vũ, tay phải cầm ly nước, tay trái cầm túi đồ vừa nãy, anh ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh, thì ra, trong túi đồ đó là thuốc vũ đang bóc từng viên ra xong xuôi anh đẩy ly nước cùng mấy viên thuốc từ trước mặt diệp anh uống thuốc đi tôi không sao mà bác sĩ nói mà chị không nghe hả vết thương của chị không nhẹ lắm đâu uống thuốc đi nghe lời tôi sao nhiều thuốc quá vậy diệp anh nhăn nhó khi thấy số lượng thuốc cô cực kỳ ghét uống thuốc bởi cô sợ vị đắng từng yêu nhau nên vũ đương nhiên biết rõ cô sợ uống thuốc anh giải thích viên giảm đau chống viêm phục hồi nữa nói chung phải uống hết không phải chỉ liều tối nay mà chị phải uống hết 3 ngày, tổng cộng 6 liều. Tôi mua đủ rồi đó, uống cho bằng hết, biết chưa? Giận dò rõ nhiều, làm chi mỗi anh là bác sĩ, tôi cũng là bác sĩ chứ bộ. Cô phụng phiểu ý kiến, Vũ thế vậy thì bật cười, bác sĩ thì càng phải uống, mau uống đi. Tôi biết chị sợ đắng nên cô mua kẹo, uống rồi ngậm là hết đắng ngay. Biết không thể trốn được nên cuối cùng Diệp Anh ngoan ngoãn uống thuốc ngay xin nuốt hết đống thuốc của ăn ngay viên kẹo mà Vũ đã bóc sẵn. Vũ rất hài lòng trước biểu hiện của Diệp Anh. Anh thì thầm, ngoan lắm. Diệp Anh chớp chớp mắt, giọng điệu này của Vũ vẫn y hệt như hồi đó. Lần nào cô bị ốm, phải uống thuốc, anh cũng dỗ cô như vậy. Sợ mình lại bị sao động, Diệp Anh ho lên hai tiếng để thức tỉnh bản thân. Vũ cũng đứng lên đi vào bếp, anh hướng về phía phòng. Thôi em về nhá, giờ này chắc mẹ đi chơi về rồi. Ừ, em về đi kẹo mẹ mong đi cẩn thận nhé vâng tạm biệt anh chị lúc đi ngang qua chỗ diệp anh vũ lần nữa thì thầm về đó nha ừm diệp anh lý nhí đáp vũ nhìn cô mỉm cười rồi ra về trên đường về vũ suy nghĩ qua sự việc ngày hôm nay anh càng thêm khẳng định phong thật sự không yêu diệp anh vừa nãy khi nghe diệp anh hét lên vũ đã cực kỳ lo lắng mà phong thì cứ trơ ra đó nhưng là nhìn một người xa lạ đều là đàn ông anh hiểu được phản ứng của Phong có nghĩa là gì. Phong cũng đã từng yêu đương, làm sao anh lại không biết cách quan tâm người mình yêu chứ? Chỉ có thể là không yêu nên mới như vậy. Vũ cũng không biết nếu những linh cảm của mình là đúng thì anh nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì biết đâu anh có phần trăm nhỏ cơ hội hàn gắn với Diệp Anh. Buồn vì Diệp Anh không có được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của cô. Không chỉ Vũ băn khoăn suy nghĩ mà Diệp Anh cũng chăn trở nhiều điều lòng cô càng nguội lạnh sau chuyện hôm nay diệp anh cứ thất vọng hết lần này tới lần khác cô mệt mỏi buồn lòng cho số phận của mình nhưng cô không quá đau khổ chỉ đơn giản là cảm thấy mình không được may mắn thôi hiện tại diệp anh chán nản tới mức không còn muốn làm rõ mọi chuyện nữa cô cũng không muốn hỏi xem rốt cuộc đối với phong cô là gì diệp anh giờ mặc kệ tất cả những chuyện phức tạp thôi để tính sau kể ra thì cũng lạ khi mà con người ta khao khát muốn biết bình thường không tìm hiểu được gì, nhưng khi quyết định không quan tâm nữa thì những khuất mắt sẽ tự nhiên được lý giải. Diệp Anh bị mặc kệ rồi từ từ tính, nhưng số phận đã tính giúp cô, những điều cô thắc mắc đã được sáng tỏ từ một lần tình cờ. Dạo này, càng ngày, Phong càng về muộn, số lần anh không ăn cơm nhà cùng với Diệp Anh vào buổi tối tăng lên. Sáng nay, trước khi đi làm, Phong nói với Diệp Anh, tối nay không phải tăng ca nên anh sẽ về sớm. Tiếc quá, hôm nay em lại có cuộc phẫu thuật ngoài giờ làm. Bệnh nhân này đã đặt lịch từ trước rồi, em không đổi ca được. Không sao, vậy anh nấu cơm đợi em về nhá. Được ạ. À. bàn bạc xong thì cả hai chia nhau ra đi làm. Sau khi đến chỗ làm, Diệp Anh mới biết công việc của cô có sự thay đổi. Bệnh nhân đã đặt lịch trước đó gọi điện xin dời lịch phẫu thuật thành hôm khác vì có chuyện gấp. Vì là phẫu thuật thẩm mỹ nên có thể linh hoạt thời gian, bệnh nhân đã muốn vậy thì cô cũng vui vẻ mà đồng ý. Thế là hôm nay cô lại được về sớm, không cần tăng ca. Một phần vì đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng, một phần là cô muốn cho Phong bất ngờ nên Diệp Anh thông báo lại với anh việc mình sẽ về nhà sớm. Diệp Anh xong việc thì về nhà ngay, khoảng 10 phút sau thì Phong cũng về, cứ đinh đinh rằng Diệp Anh sẽ về muộn nên Phong không chú ý đến xung quanh anh vừa vào nhà thì có chuông điện thoại đang bận cởi dày nên anh bật loa ngoài để nghe lúc này diệp anh cũng ở gần chỗ phong đứng cô đang trong bếp có lẽ là vì đang cúi người xuống để lấy đồ trong học tủ nên phong không nhìn thấy cô diệp anh cũng nghe rõ ràng được cuộc nói chuyện của phong alo ai gọi đấy dạ cháu anh ạ tôi là bảo vệ của trung cư cao cấp chuyện là đang có sự cố ở hầm để xe nên chúng tôi buộc phải di rời các phương tiện xe cộ ở vị trí xung quanh đó để tiến hành sửa chữa. Tôi có gọi cho anh Nam, nhưng không có ai bắt máy, nên tôi muốn liên hệ với anh. Không biết anh có thể giúp tôi liên lạc, hoặc là anh đến đây và lái xe ra khỏi khu vực mà xe anh Nam đang đỗ được không ạ? À? Tôi biết rồi, để tôi qua đó. Phong vội cúp máy, rồi đóng cửa ra khỏi nhà ngay lập tức. Diệp Anh đã nghe thấy tất cả. Lại là cái tin Nam. Nhưng không phải Nam, chỉ là thư ký của Phong rồi sao? Nếu chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới thì tại sao bảo vệ nhà Nam ở lại có số điện thoại của Phong, lại liên lạc cho Phong khi không gọi được cho Nam. Diệp Anh chợt nhớ tới tin nhắn Zalo của người tên Nam mà cô đọc được hôm đó trên điện thoại của Phong. Cô nhớ ra rồi, người trên ảnh đại diện đó chính là cậu thư ký đó, vì đã nhìn thấy hình của cậu ấy rồi nên vào bữa tiệc hôm trước cô mới thấy nam quen quen diệp anh có linh cảm không tốt cô lập tức tra địa chỉ của tòa trung cư mà ban nãy cô nghe được cô muốn đến đó xem rõ thực hư vừa lái xe diệp anh vừa sâu chuỗi lại tất cả chi tiết trong cấm ảnh nam mỉm cười hạnh phúc dựa đầu vào vai của một người đàn ông như vậy có nghĩa là nam yêu đàn ông còn cả lời mà vũ nói anh nói giữa phong và nam có sự thân thiết bất thường không lẽ nào cuối cùng diệp anh cũng đã đến nơi cô bước vào khuôn viên của trung cư đây là một trung cư lớn có công viên rất rộng ngay dưới khu nhà ở đi được mấy bước thì ánh mắt cô va phải bóng lưng quen thuộc của phong anh đang ngồi trên ghế đá bên cạnh anh là một người con trai diệp anh tiến lại gần hơn để nhìn thật kỹ đó chính là nam Hai người họ đang nói với nhau gì đó Diệp Anh tìm một vị trí thích hợp Để có thể nghe được cuộc đối thoại của họ Mà không phải tiến lại quá gần Cô nghe thấy giọng điệu vô cùng lo lắng của Phong Em bị như vậy Sao không gọi cho anh Em có biết là từ nãy đến giờ không liên lạc được cho em Làm cho anh lo lắm hay không hả Tại lúc nãy Bị người ta tông phải Em vội đi xử lý vết thương Nên quên không để ý điện thoại Hay là anh đưa em đi bệnh viện nhé Em không sao đâu ạ, à, bị trầy xước xíu thôi mà, bôi thuốc vài hôm là khỏi, đi bệnh viện làm gì cho tốn thời gian. Lần sau có gì thì phải gọi cho anh ngay biết chưa? Em mà có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao? Anh chỉ có em thôi. Em biết rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ gọi cho anh ngay. Thôi, lên nhà đi, ngồi dưới này lạnh lắm, kẻo em lại bị ốm. Vâng ạ. Phong đỡ lấy tay Nam, dìu cậu đi, anh rất cẩn thận, hết sức nhẹ nhàng như sợ lỡ tay thì sẽ làm cho nam đau. Anh từ tốn như đang nâng niu vật quý giá nhất đời. Nhìn hai người họ sánh vai bước đi mà Diệp Anh bàng hoàng. Cô chưa từng thấy sự lo lắng này trước đây tử phong. Thì ra anh cũng có những mặt dịu dàng, quan tâm, săn sóc đến như vậy. Hóa ra không phải anh không biết quan tâm người khác mà là bởi vì cô không phải là người mà anh yêu nên anh thở ơ dừng dưng với cô như vậy. Hóa ra không phải anh không biết cách thể hiện tình cảm Mà bởi vì tình cảm của anh không dành cho cô Nên cô chưa bao giờ thấy được những điều đó Diệp Anh đau đớn khi chứng kiến sự thật này Dù như thế nào Thì lúc cùng Phong bước vào lễ đường Khoảng khắc đặt bút ký và giấy đăng ký kết hôn Cô đã thật sự hy vọng họ sẽ trở thành một gia đình Diệp Anh nghiêm túc với cuộc hôn nhân này Có ai lại muốn mình trở thành mảnh ghép nhỏ Cho một tình yêu khác cơ chứ cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ, nhưng hiện thực đã cho Diệp Anh một gáo nước lạnh. Trời càng lúc càng tối, bóng đêm như nút chừng lấy Diệp Anh, bao vây cô trong nỗi tuyệt vọng đen tối sâu thẳm. Ngoài trời lạnh dần, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự nhộn nhịp của công viên. Nhìn những cảnh tượng vui vẻ trước mắt, Diệp Anh thấy bơ vơ lạc lõng, dường như cô không thuộc về niềm vui này. Mắt cô nặng trĩu, họng như nghẹn lại, muốn khóc nhưng không khóc được. Thật sự quá khó chịu. Bây giờ trong tâm trí cô, đó chính là câu hỏi, tại sao Phong đã có người yêu mà còn cưới cô để làm gì? Anh ta đã lừa dối cô ngay từ khi bắt đầu, anh chỉ muốn kết hôn cùng cô để biến cô thành bức bình phong hoàn hảo che giấu đi con người thật của mình. Anh rất yêu nam nhưng lại lấy người con gái khác làm vợ. Hẳn là anh và nam cũng rất đau khổ khi phải đưa ra quyết định này. Vậy lý do thực sự là gì? phải chăng anh quá hèn nhát nên không dám đối diện với con người thật của mình, không dám nắm tay nam để xây dựng tình yêu của cả hai ngoài ánh sáng hay phong bị mẹ chồng cô ngăn cản, bà không chấp nhận việc con trai của mình lại là người thuộc cộng đồng LGBT. Diệp Anh không rõ lý do là gì, nhưng điều cô rõ nhất chính là cô đã ngây thơ và trở thành nạn nhân của bi kịch hôn nhân này. Phong khó khăn thì cũng cũng khốn khổ không kém. Tại sao những điều kém may mắn trong tình yêu cứ tìm đến với cô? Một tình yêu đích thực khó đến như vậy sao? Diệp Anh không trách Phong vì anh thuộc cộng đồng LGBT mà cô trách anh đã lừa dối để cô bắt đầu cuộc hôn nhân với người không hề yêu cô. Trong suốt thời gian qua, cô như là một con rối sống trong sự giả dối đầy sắp đặt. Càng nghĩ, Diệp Anh càng khổ sở, càng thấy mình thật thảm hại diệp anh lang thang vô định trên đường cô không biết mình nên đi đâu cô không muốn về nhà càng không muốn lên bên trên căn hộ tìm họ chẳng lẽ cô lại lầm ầm ĩ lên rồi đánh ghen như những video trên mạng như vậy quá khó coi với lại người thứ ba là nam chắc gì cô đã đánh thắng cứ đi mãi như vậy diệp anh dừng chân trước một quán rượu cô đang rất mệt mỏi đờ đẫn mà gọi một hai rồi ba ly rượu mạnh lúc này diệp anh đã thấm hơi men hiện tại cô không còn tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình nữa diệp anh cần một người lắng nghe cô ngay lúc này xoa dịu những tổn thương trong cô và người duy nhất mà cô nghĩ đến chính là vũ cô dựa vào trí nhớ của bản thân mình mà bấm số điện thoại của vũ cô không muốn quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa cả giây phút này diệp anh muốn gặp được vũ được nói chuyện cùng anh để có thể giải tỏa hết niềm đau này Thật may mắn là ông trời còn thương xót cô, anh vẫn còn giữ số điện thoại cũ thời đại học. Vũ bắt máy, sau ba hồi đổ chuông. Alo, ai vậy? Là tôi, Diệp Anh đây. Diệp Anh, em có chuyện gì à? Anh có thể đến chỗ tôi được không? Tôi đang rất rối. Được, em gửi địa chỉ đi, chờ tôi, tôi đến ngay đây. 15 phút sau, Vũ đã có mặt tại quán rượu Diệp Anh đang ở đó. Anh thấy cô bơ phồ ngồi tại bàn Khuôn mặt đầy sự mệt mỏi Vũ vội chạy đến bên cô Em sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? Anh Phong Anh trai anh Anh ấy làm sao? Anh ấy đã lừa dối tôi Em bình tĩnh Nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì Thư ký Nam Chính là người yêu của anh Phong Là người mà anh ấy thật sự yêu Em nói gì? Làm sao em biết? tôi nghe bảo vệ nơi ở của nam gọi cho phong nói phong liên lạc với nam hộ anh ta sau đó tôi đi theo phong đến địa chỉ căn hộ thì phát hiện hai người họ đang nói chuyện với nhau nam bị thương anh phong cực kỳ lo lắng cho cậu ấy anh ấy còn nói nếu như nam có bệnh hệ gì thì anh ấy không biết phải làm sao anh ấy chỉ có nam thôi vỗ bàng hoàng khi nghe những điều diệp anh nói anh ngạc nhiên đến ngỡ ngàng hay nói cụ thể hơn là anh rất sốc anh không thể tin nổi vào tai mình anh trai anh là gay anh ấy yêu người khác và lợi dụng diệp anh để che giấu tất cả càng bất ngờ hơn khi vũ chẳng mảy may hay biết gì về xu hướng tính dục của anh mình rồi người yêu của phong lại là nam những cảm giác nghi ngờ mơ hồ của vũ ngày hôm đó đã chính xác lúc này đây anh bối rối vô cùng vũ không biết phải phản ứng với anh mình như thế nào lòng anh nhói lên khi thấy diệp anh đau khổ vũ khổ sở cất lời vậy mà những linh cảm của tôi đã đúng không ngờ nam thực sự lại là người yêu của anh phong tôi thay mặt anh ấy xin lỗi em chuyện đã thành ra như vậy tôi cũng không biết phải nói gì vậy bây giờ em định như thế nào đương nhiên ý, là tôi sẽ ly hôn rồi làm sao tôi có thể sống trong một cuộc hôn nhân như vậy được dù em làm gì tôi cũng đều ủng hộ em. Anh còn yêu tôi hả? Trong suốt 8 năm qua, chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về em. Em có biết tại sao anh vẫn còn giữ số điện thoại này không? Là vì anh luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ gọi cho anh. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Sau 8 năm dài đằng đẵng em cũng đã chủ động liên lạc với anh. Rốt cuộc thì tại sao ngày đó em lại quyết định chia tay với anh? Giờ này mà anh còn hỏi à anh em các người giả dối y như nhau tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ anh giả dối ý em là sao cái hôm mà anh nói tôi lên phòng đợi anh tan học lúc lên đến nơi tôi đã nghe thấy anh và bạn nói chuyện tôi nghe chính miệng anh nói anh chỉ chơi đùa với tôi chứ không hề thật lòng làm gì có chuyện đó anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đùa giỡn với tình cảm của em cả tôi rõ ràng là nghe anh và anh dũng nói với nhau như vậy anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Ngày hôm đó tôi còn đau đớn hơn những gì anh chứng kiến của ngày hôm nay. Diệp Anh nức nở. Tôi đã tuyệt vọng. Tôi đã ghét bản thân mình ngu ngốc khi tin vào lời nói giả dối của những người giàu có như anh. Tin rằng giữa chúng ta đã không còn khoảng cách. Tôi chìm đắm trong tình yêu lừa gạt của anh. Tôi, tôi đã thật sự yêu anh. Rất, rất yêu. Bằng tất cả những chân thành mà tôi có ở độ tuổi đẹp nhất làm sao tôi lại không đau đớn khi nói lời chia tay anh cơ chứ? Nhưng tôi thà, khổ sở, tựa như muốn chết đi, chứ không muốn bản thân mình bị trà đạp như vậy. Vũ cố gắng nhớ lại ngày hôm đó anh đã nói những gì. Hôm đó hình như là gần đến ngày kỷ niệm yêu nhau của họ. Vì cô chia tay nên cả hai đã không thể bên nhau vào cột mốc này. Dũng hả? Dũng... Dũng vũ nghĩ mãi nghĩ mãi hình như khoảng thời gian đó dũng có viết kịch thì phải vì sự kiện này diễn ra gần thời điểm đau lòng ấy nên vũ mới có chút ấn tượng anh nhớ ra mình vừa phải bận chuẩn bị quà cho diệp anh vừa phải sửa kịch bản cho dũng vậy thì rất có thể là những gì diệp anh nghe được phải chăng là lời thoại trong kịch bản thời gian trôi qua đã quá lâu anh chẳng thể nhớ ra được mình đã nói gì nhưng anh biết tình yêu của anh dành cho diệp anh là thật anh không bao giờ lừa dối hay chơi đùa với cô vũ khẩn khoản bày tỏ dù em có tin hay không nhưng anh thề là tình cảm của anh đối với em là chân thành anh không thể nhớ rõ những gì em nghe được ngày hôm đó là gì nhưng có thể đó là lời thoại trong kịch bản của dũng mà nó nhờ anh sửa hộ dù cho hôm đó anh đã nói những gì đi nữa thì có một điều anh có thể khẳng định đó là anh không bao giờ lừa dối em nếu không thì làm sao 8 năm qua anh vẫn đau đáu nhớ về em? Sau khi em chia tay anh, anh vô cùng khổ sở nhưng không thể níu kéo, anh không dám cũng không nỡ làm phiền em nữa, nên mới quyết định đi du học để trốn tránh hiện thực đau lòng lúc đó. Em tin anh có được không? Diệp Anh thật sự đã hiểu lầm Vũ. Sau hai câu thoại mà cô nghe được giữa Vũ và bạn anh thì còn rất nhiều câu nói sau đó, nhưng rất tiếc là cô đã trốn chạy nguyên văn đầy đủ cuộc nói chuyện của Vũ và bạn anh là như thế này. Mày yêu nó là thật lòng hả? Nhà mày giàu vậy sao lại quen nó chứ? Yêu đường gì? Thật lòng gì đâu? Thấy cũng vui, cũng lạ nên quen thử xem sao. Ê Dũng, mày định viết thoại như này trong kịch bản hả? Tao thấy hay mà, mày chê hay gì? Chứ gì nữa, giờ e cả, sửa lại đi. Mày đòi tao sửa vậy, mày nghĩ thoại cho tao đi. Ngủ đi rồi mơ nhá. Ơ ờ kìa, làm ơn đi cô ấm vũ, là giỏi nhất mà, mày giúp tao đi chứ. Ừ, để tối nghĩ lại cho, giờ tao phải đi hẹn hò rồi. Gớm thật ấy, người có tình yêu đúng là bận rộn quá nhỉ. Đương nhiên, người ế như mày thì làm sao mà hiểu được. Nguyên nhân của cuộc đối thoại này mà Diệp Anh nghe được là bởi Dũng đang nhờ Vũ nhận xét về vở kịch của mình, mà Dũng viết để nộp cho câu lạc bộ những câu nói vô tình đó cũng là thoại trong kịch bản chứ không phải là cuộc trò chuyện thật sự của vũ và dũng thật không may là diệp anh không hề biết về điều đó cô chỉ khăng khăng nghĩ rằng vũ đang lừa dối cô và cô thì nực cười như một con ngốc diệp anh sai khi cô không tin tưởng vào vũ mà đã vội đưa cho anh án phạt như vậy nhưng vũ cũng không hoàn toàn đúng bởi anh chưa tạo cho cô đủ niềm tin chưa cho cô thấy sự an toàn trong cuộc tình của cả hai tóm lại dù ai đúng ai sai sai nhiều hay sai ít thì họ cũng đã rời xa nhau họ đều mang trong lòng những tổn thương rồi rời đi với những nút thắt trong lòng nỗi ám ảnh về niềm đau của mối tình đầu liệu có thật sự nguôi ngoai vũ và diệp anh liệu có thật sự đã quên đi tình cảm dành cho nhau nhìn vào đôi mắt chân thành phẳng phất khổ sở của phong diệp anh lắp bắp anh, anh nói thật hả? Đúng vậy, những gì anh nói đều là thật. Không biết có phải do Diệp Anh đã say hay hiện tại, cô đã đủ chín chắn và có đủ cảm nhận để biết được đâu là sự thật, đâu là giả dối. Diệp Anh tin vũ, cô thấy được sự chân thật của anh, cô nở nụ cười khổ sở, có chút gì đó tự dễu. Nếu như vậy, thì tôi đúng là ngu ngốc mà. Lúc đó, sau khi nghe những lời như vậy, tôi liền trốn chạy mà không hỏi rõ anh. Sự đời Đúng là chớ trêu thật đấy Chúng ta đã xa nhau Chỉ vì hiểu lầm vớ vẩn như vậy Vậy em có thể cho anh một cơ hội được không Anh đừng nói gì nữa Tôi không muốn nghĩ thêm được gì cả Được Vũ dỗ dành Diệp Anh Cô đã thiếp đi trong vòng tay của anh Thấy Diệp Anh đã say giấc Anh nhẹ nhàng hết sức cẩn thận Để không làm cô thức giấc Vũ bế cô trong vòng tay Anh đưa cô ra xe Sau đó khởi động xe Đưa Diệp Anh về nhà Đêm nay họ đã giải quyết hiểu lầm năm xưa, nhưng liệu sau ngần ấy chuyện xảy ra, Vũ và Diệp Anh còn có thể quay lại như phút ban đầu hay không? Cả đêm qua, Phong không về nhà, sáng nay khi vừa vào nhà, anh đã nhìn thấy Vũ và Diệp Anh ngồi ngay ngắn trên sofa, anh hết sức ngạc nhiên, sao hai người lại ngồi đây sớm như vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Diệp Anh lạnh lùng nói với Phong, anh lại nghĩ cô giận anh vì chuyện hôm qua anh thất hứa lại đi cả đêm không về nên Phong cất tiếng, "Cho anh xin lỗi, chuyện tối qua là do anh có việc gấp mà quên không báo cho em biết. Tôi biết hết rồi, biết cả chuyện gấp của anh và tình yêu trong góc tối của anh nữa." "Em nói gì vậy? Tình yêu gì chứ?" Thấy anh trai còn định che giấu, Vũ không nhịn nổi nữa, anh tức giận, "Tới giờ mà anh còn định lừa dối Diệp Anh nữa sao?" Anh và Nam là một đôi Anh lấy cô ấy chỉ để, để che giấu tình yêu của anh Diệp Anh biết hết rồi sao Đúng vậy tôi đã chứng kiến tất cả Sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ Tại sao lại là Diệp Anh tôi đây Anh thành thật xin lỗi em rất nhiều Anh biết là mình khốn nạn Nhưng anh cũng thật sự rất khổ sở Anh sẽ nói rõ hết tất cả với em Nam nhỏ hơn Vũ và Diệp Anh một tuổi Hóa ra Phong và Nam đã quen nhau từ rất lâu rồi Cả hai bắt đầu khi Nam học lớp 11 anh và cậu ấy cũng học chung một trường đại học và hai người yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng đến một ngày, mẹ Phong cũng chính là bà Lệ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Nam, mà cực kỳ tức giận và thất vọng. Đương nhiên, bà cũng không chấp nhận sự thật này. Vì vậy, bà đã làm mọi cách để hai người phải chia tay, từ việc cấm không cho Phong ra khỏi nhà đến việc đưa tiền bắt Nam phải rời xa Phong, thậm chí sau khi làm tất cả những điều này phong và nam vẫn không thể tách ra mẹ đã đe dọa phong rằng bà sẽ tự tử nếu như anh không chia tay với nam làm sao mà họ có thể rời xa nhau được khi đối với phong nam là tất cả những gì anh có anh không thể từ bỏ cậu ấy phong đã phản kháng mãnh liệt đỉnh điểm là đã có lần anh cắt cổ tay sau lần đó mẹ đã quyết định thỏa hiệp với phong bà nói anh muốn làm gì thì làm nhưng khi 30 tuổi nhất định phải kết hôn với con gái và sinh cho bà một đứa cháu nội. Vậy là Phong và Nam vẫn tiếp tục được quen nhau. Phong đã đưa Nam vào công ty làm thư ký của anh. Phong vừa kể vừa khóc. Anh thừa nhận là mình đã rất hèn hạ khi lừa dối em, tức đoạt hạnh phúc của em để có thể nuôi dưỡng hạnh phúc của mình. Còn một sự thật nữa, anh cũng xin thú nhận. Anh vô tình biết được em là người yêu cũ của Vũ. Anh cũng biết Vũ còn yêu em rất nhiều nên anh đã chọn em để kết hôn. Anh làm vậy với hy vọng sau này khi chuyện này vỡ lẽ thì em và Vũ vẫn còn một cơ hội bên nhau. Vũ nghe xong thì cực kỳ tức giận, bất chấp vai vé mà lao tới cho Phong một cú đấm. Anh đúng là khốn kiếp thật mà. Diệp Anh vội cản Vũ lại, cô không muốn họ tương tàn về mình chúng ta ly hôn đi tuy vẫn chưa thể tha thứ cho anh nhưng tôi vẫn giúp anh thuyết phục mẹ để mẹ hiểu giờ anh đã quá trưởng thành rồi anh không thể cứ đút mãi trong bóng tối như vậy hèn lắm cảm ơn em anh thật sự biết ơn em nhiều lắm hay giờ chúng ta làm thủ tục ly hôn luôn đi chuyện đặt trong thế đã rồi mẹ có tức giận cũng không làm gì được vậy cũng được chúng ta đi thôi thế là diệp anh và phong nhanh chóng hoàn thành việc ly hôn sau khi ly hôn xong phong chuyển đến trung cư cao cấp kia để ở chung với nam luôn còn căn nhà hiện tại thì sang tên cho diệp anh xem như bù đắp mà phong muốn dành cho cô dù bản thân mình cũng đau khổ trong cuộc hôn nhân này nhưng diệp anh không hận phong bởi cô thấy phong và nam cũng rất đáng thương họ đã phải đấu tranh rất nhiều cho tình yêu của mình trong hơn một thập kỷ ở một góc độ nào đó diệp anh cũng thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ đó là một tình yêu rất đẹp, cô không biết liệu mình có còn cơ hội nào để có được có hạnh phúc hay không. Nhưng trước mắt, cô muốn giúp sức cho hạnh phúc của Phong và Nam. Giai đoạn này, Vũ luôn bên cạnh và an ủi cô, cả hai dường như quay lại quãng thời gian yêu nhau lúc đó. Hôm nay, Vũ và Diệp Anh đi uống rượu cùng nhau, một lần nữa tái hợp ở tuổi trưởng thành, họ đã trải nghiệm những thứ mà thời đại học chưa làm cùng nhau. Diệp Anh luôn cảm thấy rất vui nên cũng uống hơi nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Anh cho phép bản thân mình được thoải mái đến như vậy. Ở bên cạnh Vũ, cô cảm thấy rất an toàn và cũng vui vẻ nữa. Kết quả của cuộc hẹn lần này là Diệp Anh đã ngà ngà say, còn Vũ thì có chút hơi men trong người. Vũ đưa Diệp Anh về nhà, nhưng anh không có ý định rời đi. Thấy anh vẫn còn ngồi bên cạnh mình, Diệp Anh cười nói với anh. Hôm nay em vui lắm. Ừ, còn anh thì hôm nay không muốn về nhà, không muốn về thì đừng về. Thế anh ở lại nhá. Ừ, ở cạnh em đêm nay. Ánh mắt Diệp Anh rất tình. Vũ cảm thấy mình không say men rượu mà say men tình mới đúng. Anh chẳng thể kiềm lòng được nữa. Vũ cúi xuống, hôn Diệp Anh thật sâu. Có tác dụng của men rượu, Diệp Anh chẳng mảy may phản kháng. Cô tự nguyện chìm đắm vào đó. Họ đã vồ lấy nhau như những kẻ chưa từng biết đến tình yêu. Họ trao cho nhau khát vọng nguyên thủy nhất như củi khô gặp lửa, cảm xúc cả hai bùng cháy, đốt sạch tất cả e dè, thiêu rụi lớp vỏ bọc bên trong lẫn bên ngoài tâm hồn. Họ trần trụi phơi bày bản thân trước đối phương về cả tinh thần và thể xác. Những tiếp xúc thân mật như cơn sóng lớn, nhấn chìm cả hai, họ như hòa làm một, tắm mình trong sự ướt đẫm của tình yêu. Sau bao ngày xa cách, một lần nữa quyện vào nhau, Vũ đủ sáng suốt và tỉnh táo để biết rằng thời gian qua Phong chưa từng chạm vào cô. Vậy là Diệp Anh vẫn thuộc về anh trọn vẹn, dù 8 năm trước hay bây giờ thì cũng chẳng có gì thay đổi, họ vẫn là của nhau. Vũ và Diệp Anh, Diệp Anh và Vũ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà Diệp Anh cảm nhận được đó là toàn thân cô ê nhức. Tiếp theo cô nhìn thấy gương mặt của thủ phạm vẫn còn ngủ ngon lành. Hai tay ôm chặt cô không rời Diệp Anh lấy hết sức hất tay của Vũ ra Cô véo lên mặt anh mấy cái À ui da đau anh Anh còn biết đau hả Em còn đau hơn nhiều đây nè Đâu để anh xem xem chỗ đó có bị thương không Này né ra ngay Bỏ ánh mắt của anh ra khỏi người em Tên biến thái anh xem được còn biết, khi nào thì mình lại giao lưu với nhau tiếp chứ. Giao lưu cái đầu anh ấy. Ừ, theo kiến thức chuyên ngành thì khoảng sáng mai là có thể được, em cố đợi nhá tên vô liêm sỉ Em cũng thèm chuyện đó Anh cứ nói cứ như là em thích lắm ấy Thế em không thích à Tối qua nhá Em còn thích Em thích được chưa Anh đừng nói nữa Diệp Anh xấu hổ chặn miệng vũ lại Cô thật sự bất lực với người này rồi Tên này là châu bò hay sao ấy Giờ cô không đi nổi luôn ấy Khổ quá đi Diệp Anh bắt đầu băn khoăn Là mình có đang chọn đúng người không rồi đó Cứ với tuần suốt này Cô làm sao mà chịu nổi chứ khi Diệp Anh vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà thì nghe Vũ đang nói chuyện điện thoại. "Vâng, để em nói lại với Diệp Anh, dù có gì em gọi lại cho anh nhé." Nói rồi, Vũ cúp máy, thấy Diệp Anh đi tới, anh tiến lại ôm cô vào lòng. "Anh mới nói chuyện với ai đấy?" "À, anh Phong đấy, anh ấy mời chúng ta tối nay đi ăn cùng anh ấy và Nam. Em có muốn đi không?" "Đi chứ, sao lại không đi?" Diệp Anh cũng đã nguôi ngoai vết thương lòng, cô không còn khó chịu với Phong. Dù sao thì vẫn phải bước tiếp Ôm mãi quá khứ rồi hận thù Chẳng thể giải quyết được gì Ngược lại càng thêm đau khổ mà thôi Được, tuân lệnh vợ yêu Để anh báo với em Phong Ai là vợ anh chứ Không phải vợ mà làm chuyện vợ chồng với anh hả Nguyễn Khanh Vũ, anh im miệng mau Vâng ạ, à, anh im ngay đây Từ sau khi Phong và Diệp Anh ly hôn Quan hệ của bốn người rất tốt Dường như đã xem nhau như là người một nhà Mặc dù trước đó Họ là một cái bùng binh phức tạp. Tin rằng ai nghe qua quan hệ của Phong, Nam, Vũ và Diệp Anh thì cũng đều giật mình cho mà xem. Cuộc sống không có chỗ cho bạn dừng lại sau những bi kịch và tổn thương. Dù đau khổ hay hạnh phúc thì một ngày vẫn cứ thế mà trôi qua. Họ đều là những người thông minh, thay vì cứ mắc kẹt trong mỡ hỗn độn của quá khứ, họ đã chọn nắm bắt lấy những hạnh phúc của hiện tại. Có lẽ, quỹ thời gian của những người yêu nhau trôi qua rất mau mới đó đã đến tối cả hai chuẩn bị đi ăn tối với phong và nam chuẩn bị tớ lui một hồi thì giờ hẹn cũng đã đến vũ cùng với diệp anh đến chỗ hẹn phong và nam đã đợi sẵn ở đó thấy vũ và diệp anh đã tới phong đứng dậy tay bắt mừng anh rất biết ơn vì mình vẫn còn được họ yêu quý và chấp nhận thấy mặt vũ tươi tỉnh thiếu điều viết hai chữ hạnh phúc lên mặt phong liền hỏi hôm nay trông sắc mặt tốt thế em có chuyện gì vui à đương nhiên tuy là ngày nào em cũng vui nhưng hôm nay đặc biệt vui hơn bình thường nói xong vũ nháy mắt ra hiệu với phong cùng là đàn ông tên phong cũng ngầm hiểu ý của vũ anh sư ngón tay cá lên cả hai anh em cùng cười tít mắt diệp anh còn ngơ ngác chẳng hiểu nam nói ngay với cô kệ mấy ông này đi vớ vẩn đấy chị diệp anh ạ à? thế á vậy chị không cần biết làm gì cho mệt đầu quá đứng luôn ạ à? phong và vũ thấy người yêu của mình hợp tác với nhau để cho họ ra rìa thì thái độ ơ hay hai người các em bắt tay nhau để cho bọn anh ra rìa đấy hả nam và diệp anh cùng đồng thanh giờ mới biết hả sao chậm thế anh thấy lo lo rồi đấy phong ạ em cũng thế giờ làm như nào đây thôi đừng có diễn tiểu phẩm nữa tụi em đói bụng dưới đây này diệp anh lên tiếng thức tỉnh hai ông tướng làm mất thời gian quá đi thôi Bốn người quây quần bên nhau cùng dùng bữa, bầu không khí xung quanh họ cực kỳ ấm áp, không chỉ có tình yêu mà còn có cả tình thân, sự đồng cảm của những con người gặp trắc trở trong tình yêu. Đã 3 tháng kể từ khi Phong và Diệp Anh ly hôn, bây giờ là thời điểm thích hợp để thuyết phục bà Lệ, con người sẽ trở nên dũng cảm hơn khi có những người đáng tin đồng hành cùng với họ. Phong đã đủ bản lĩnh để chịu tất cả trách nhiệm trước mẹ của mình, anh gọi điện nói bà Lệ tối nay anh và diệp anh sẽ trở về nhà ăn cơm cùng với bà ngoài ra anh còn có chuyện quan trọng cần nói bà lệ nghe con nói về cùng với mình ăn cơm thì rất vui nhưng linh cảm người mẹ mách bảo cho bà biết hình như có chuyện không tốt bảy giờ tối phong diệp anh và nam đã đến nhà bà lệ còn vũ thì đã ở nhà đợi sẵn nhưng nam không vào ngay cùng phong và diệp anh anh nói anh và chị diệp anh ăn bữa cơm đàng hoàng cùng bác đã khi nào xong, anh hãng ra dắt em vào. Sao phải thế, em vào luôn đi. Anh bảo về nhà ăn cơm, mà dắt em vào ngay thì còn ăn uống được gì nữa. Cứ ăn uống xong đã, trời đánh tránh miếng ăn mà. Anh nghĩ cho bác với chứ. Vậy em chịu khó đợi anh nhá, xong là anh ra ngay, vào xe ngồi cho đỡ lạnh nhá. Vâng ạ. Thế là Phong và Diệp Anh cùng nhau bước vào nhà. Khoảng khắc nhìn thấy anh và cô bước vào, bà Lệ ngửa nụ cười thật tươi, vui vẻ nói. Đến rồi à? ăn thôi, mẹ nấu xong cả rồi. Phong vũ diệp anh vẫn tỏ ra bình thường cùng bà ăn cơm như mọi khi vừa ăn xong thì bà lệ cắt lời hai đứa lấy nhau cũng gần năm rồi định bao giờ thì cho mẹ ấm cháu đây chuyện này nói sau đi mẹ sau gì mà sau hai con có lần nữa mãi có quyết định như nào thì cũng nói cho mẹ biết để mẹ đỡ trông chứ mẹ à chuyện này mẹ tạm quên đi ạ à? hôm nay con có chuyện quan trọng hơn cần nói ạ à? thôi được rồi thế có chuyện gì mà con nghiêm trọng thế mẹ đợi con một chút phong đứng dậy anh đi ra ngoài dắt nam cùng vào vừa nhìn thấy nam bà lệ lạnh mạnh ngay lập tức bà hỏi phong chuyện gì đấy hả sao cô ta lại đến đây mẹ cứ bình tĩnh con nói chuyện quan trọng mà chuyện quan trọng là chuyện quái dị này hả vợ con còn ngồi đây đấy con và diệp anh đã ly hôn rồi ạ vợ con ly hôn vì cô ấy cũng biết hết mọi chuyện chát bà lệ tát lên mặt phong bà tức giận vô cùng đến sờ mà con còn quen nó hả Rốt cuộc bao giờ con mới tỉnh ra Con có bị gì đâu mà phải tỉnh à? Con biết rõ mình đang làm gì mẹ à Diệp Anh à Con đừng có ly hôn Mẹ sẽ giải quyết tất cả Con ly hôn với nó rồi Thì mẹ biết làm sao Cái gia đình này phải làm sao Con cho nó một cơ hội được không con Bấy giờ Diệp Anh cũng lên tiếng Mẹ à Con biết là mẹ đau đớn khi anh phong như vậy nhưng mà mẹ ơi mẹ khốn khổ thì chúng con cũng chẳng sung sướng gì anh ấy sống trong khổ sở và giàn vặt còn con thì không có được niềm hạnh phúc của hôn nhân không lẽ mẹ muốn chúng con đau khổ cả đời như vậy hả mẹ không phải niềm đau của thằng phong đều do kẻ kia mang lại sao đều là do cái thứ kinh tởm mà bọn nó gọi là tình yêu đó chỉ cần bọn chúng nó chia tay thì tụi con sẽ hạnh phúc thôi mẹ à không ai sống được với người mình không yêu cả đời cả con phong và nam đều xứng đáng có được hạnh phúc mẹ đành lòng để sự ngăn cấm của mẹ giết chết cuộc đời của cả ba người ạ à. đừng nói nữa tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường này nếu hai đứa đã ly hôn thì phong mau cưới người khác còn về diệp anh thì cho mẹ xin lỗi mẹ không nên kéo con vào rắc rối này vũ thấy mẹ còn nói ra những đề nghị như vậy với diệp anh và phong thì cũng không nhịn được mà chen vào mẹ ơi sao mẹ có thể nói như vậy thời gian qua anh đã đau khổ như vậy mẹ không xót xa chút nào sao hả à, mẹ giờ mẹ còn muốn một người con gái nào khác chịu đau khổ sao ạ vũ con im ngay con biết gì mà nói nếu sự đau khổ của anh con có thể đổi lại thể diện cho gia đình này mẹ bằng lòng đây là những gì nó đáng phải nhận ngay từ đầu nó không nên làm ra chuyện đáng chê trách đó từ đầu nó nên nghe lời mẹ mới đúng mẹ à bà lệ phản đối dữ dội thấy mẹ vẫn không chịu hiểu mà còn nghĩ ra chuyện hoang đường hơn là bắt anh lấy người khác làm vợ dù cho vũ đã lên tiếng bà còn thừa nhận như vậy Hóa ra mẹ anh chẳng thương anh chút nào Phong không thể chấp nhận Mẹ à Con đã 30 tuổi rồi Con luôn làm theo lời mẹ trong suốt 30 năm cuộc đời Kể từ khi mẹ cấm cản tụi con cho tới bây giờ Con vẫn luôn thỏa hiệp với mẹ Con nghe lời mẹ đến mức còn kết hôn cùng với Diệp Anh Lừa dối cô ấy Để cô ấy sống cuộc hôn nhân không hạnh phúc Chỉ một lần sai như vậy là quá đủ Mẹ muốn con tiếp tục lấy một người con gái khác nữa Mẹ cứ nhất quyết biến con trai mẹ thành kẻ đáng kinh tởm như vậy sao đã đi qua một phần ba cuộc đời con phụ thuộc vào mong muốn của mẹ rồi. Bây giờ con muốn sống cho bản thân mình, con muốn mình có được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu mẹ vẫn khăng khăng không đồng ý, vậy thì con đành xin lỗi mẹ, con vẫn giữ quyết định của mình. Được, được lắm. Vì một đứa bất nam bất nữ, vì cái mối quan hệ trái luân thường đạo lý đó mà anh cãi lời tôi. Anh định để cho bà già này chết anh mới vừa lòng hay sao? Vậy con chết cho mẹ vừa lòng nhá dù sao mẹ cũng đâu hề xót thương con mẹ chỉ vì sợ mất mặt mà không cho con có quyền hạnh phúc sẵn sàng bắt con và một người khác sống bất hạnh cả đời mẹ là một người ích kỷ tôi muốn tốt cho anh mà anh lại nói như vậy tôi thà không có đứa con dị dạng như anh anh mau cút đi thưa mẹ cái gọi là tốt ấy con không cần mẹ không cần đuổi con sẽ tự đi nam mình đi thôi phong quay người nắm tay nam đi khỏi căn nhà ấy nơi giam giữ anh suốt khoảng thời gian qua. Làm sao Phong có thể không buồn khi cắt đứt với mẹ mình, thế nhưng anh không chỉ chịu đựng thêm được nữa, anh sẽ không bao giờ quay đầu. Vũ thấy dù gì cũng làm loạn rồi, không bằng náo loạn chung một hôm luôn. Anh có khám qua cho bà Lệ rồi, mẹ anh không bị bệnh tim, sức khỏe cũng ổn định lắm. Sau 3 giây suy nghĩ, anh quyết định nói chuyện của mình và Diệp Anh với mẹ luôn. Con cũng có chuyện muốn nói, Thấy Vũ nói như vậy, Diệp Anh đoán anh định nói câu chuyện của cả hai, nên cô vội níu thấy áo của Vũ để ra hiệu cho anh dừng lại. Nhưng Vũ nhìn Diệp Anh rồi gật đầu, ý bảo không sao. Vũ nắm tay Diệp Anh đứng ra trước mặt mẹ. Con và Diệp Anh đang yêu nhau. Cái gì? Các anh chị được bức chết tôi hả? À? Chẳng lẽ chuyện của thằng Phong còn chưa đủ mất mặt hay sao? Chị dâu em chồng mà yêu nhau, bị đồn ra ngoài tôi làm sao sống nổi? Bọn con từ lâu đã yêu nhau, Chúng con là người yêu của nhau thời đại học Vì hiểu lầm mà chia tay Giờ anh con và Diệp Anh đã ly hôn Thì chúng con mới quay lại Đâu có gì là sai đâu mẹ Diệp Anh Con yêu thằng Vũ thật hả Chuyện đã đến mức này Diệp Anh cũng nói thẳng luôn Vâng ạ Có thể là do số phận sắp đặt Sau khi kết hôn Dù bị phong thở ơ Con cũng không đau buồn Con chỉ thắc mắc bản thân mình có gì không tốt Khi biết anh ấy ngoại tình con cũng chẳng có sự tuyệt vọng vốn có Phải có của một người vợ chân chính Con nhận ra mình không yêu Phong Mà con chỉ lầm tưởng thôi Tình cảm của con đối Phong chỉ là thiện cảm Và sự ngưỡng mộ Trong lòng con luôn có vị trí dành cho Vũ Nhưng khi tất cả mọi chuyện vỡ lẽ Con và Vũ đã đến với nhau lần nữa Con xin lỗi mẹ Trong suốt 8 năm chia tay Con vẫn còn yêu Diệp Anh Lần này quay về được yêu Diệp Anh lần nữa Con rất hạnh phúc chúng con là thật lòng yêu nhau chỉ vì dòng đời xô đẩy mà qua nhiều sóng gió mới lại tìm được nhau mong mẹ có thể ủng hộ tụi con ạ diệp anh à mẹ đã mất một đứa con trai giờ lại thêm chuyện này nữa chuyện thẳng phong lấy con là bình phong là nó có lỗi mẹ cũng sai với con dù lên như vậy nhưng không thể nào mẹ đồng ý chuyện này được mẹ à phong còn định nói thêm nhưng bị bà lệ cắt ngang đừng thuyết phục thêm gì cả tôi không đồng ý đâu nếu anh chị cứ khăng khăng muốn làm như vậy thì đi đi, đừng có làm tôi thêm khổ sở nữa. Con xin lỗi mẹ. Vũ xin lỗi mẹ, rồi kéo dịp anh đi luôn. Anh không biết quyết định nói ra vào thời điểm này là đúng hay sai, nhưng anh chẳng muốn che giấu. Đến một ngày sự thật cũng sẽ lộ ra, chi bằng nó luôn bây giờ, anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ của mình. Mắt thấy hai đứa con trai đều bỏ mình mà đi, bà lại đau đớn gào khóc. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi thật sự đã sai? Sự việc ngày hôm nay, tuy là cả Phong và Vũ không ai thuyết phục được bà Lệ, nhưng sâu trong tiềm thức của bà đã có sự thay đổi. Bà hoài nghi bản thân mình liệu có quá độc đoán, ích kỷ hay không. Nhưng dù sao, bà cũng sống với tư tưởng và quan điểm như vậy hơn một nửa cuộc đời. Làm sao có thể thay đổi trong một ngày, một ngày, hai? Bà Lệ biết Giờ các con đã quá trưởng thành, bà không thể kiểm soát được Phong và Vũ nữa. Thế nhưng bà cũng không thể chấp nhận được chuyện mất mặt của các con như vậy. Chính sự sĩ diện và ích kỷ của bà Lệ khiến bà chìm trong cái bể đau khổ do chính mình tạo ra. Bà của hiện tại vừa cô độc và đáng thương. Bên này, bốn người, hai cặp đôi vẫn hòa thuận và đoàn kết bởi họ có chung một mục đích, đó là sự ủng hộ của bà Lệ. Hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu không có sự chúc phúc của những người thân yêu nhất. Tất cả bọn họ đều biết bỏ đi hay cắt đứt mối quan hệ với mẹ không phải là cách giải quyết, đây chỉ là phương án trì hoãn tạm thời mà thôi. Từ ngày từ mặt các con, bà lệ chẳng còn vui vẻ, bà không còn ra phố đi dạo cùng bạn bè. Hôm nay, Vũ vô tình gặp được Bắc Hạnh, là bạn khá thân với mẹ anh, bác ấy bảo Vũ đi à? Sao mấy hôm nay mẹ con chẳng ra ngoài chơi với các bác thế? Dù ai có rủ như nào, bà ấy cũng chẳng đi. Hôm trước, bác có gặp lệ trong siêu thị. Trong bà ấy có vẻ xuống sắc, mặt mày ủ rột lắm con ạ. À. Chắc là có chuyện gì buồn, các con xem mà về thăm mẹ nhé. Vâng ạ, à, con cảm ơn bác ạ. À. Ừ, không có gì, thôi bác đi nhá. Con chào bác ạ. À. Vũ suy nghĩ về chuyện mà bác Hạnh nói mãi. Anh thấy thương mẹ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Đến tối, khi Diệp Anh đi làm về anh nói với cô em à hôm nay anh có gặp bạn của mẹ bác ấy nói mẹ có ủ rũ không được chơi đâu cả chồng có vẻ tệ lắm bác ấy bảo bọn anh nên về thăm mẹ anh có nên nói với anh phong không nhỉ anh phong mới thoát ra được sự khống chế của mẹ không bao lâu thôi nhạ cứ để anh ấy thoải mái một chút chuyện này chúng ta biết thôi cũng đúng vậy anh nghe em cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua họ tạm gác chuyện khó xử lý này lại để tập trung vào hiện tại Phong vẫn điều hành công ty thật tốt. Đây là những gì mà bố để lại, anh không muốn mẹ phải thất vọng thêm. Nam vẫn hết mình hỗ trợ anh cho công việc, sự ăn ý của cả hai khiến cho mọi việc đều được suôn sẻ. Vũ thì đang làm thủ tục giấy tờ để xin bệnh viện đa khoa lớn của thành phố. Thành tích của anh rất xuất sắc nên đã nhanh chóng được nhận vào, chờ thêm vài tuần nữa là anh có thể đi làm. Diệp Anh thì vẫn làm tốt vai trò bác sĩ thẩm mỹ của mình như từ trước tới nay Bốn người họ đều là những con người tài sắc vẹn toàn Nếu như bà Lệ chịu thông cảm và suy nghĩ thoáng một chút Thì có lẽ bà sẽ trở thành một người hạnh phúc vô cùng Bởi có những đứa con tài giỏi và yêu quý bà Nhưng thật tiếc là bà chưa thể nhìn thấy điều đó Vũ và Diệp Anh đã bên nhau ngót ngắt gần được một năm Hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của họ Dù đã từng xa cách 8 năm nhưng vũ vẫn luôn ghi nhớ ngày này của mỗi năm cuối cùng năm nay anh cũng đã được ở cạnh diệp anh và mốc thời gian đáng nhớ này và hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn nữa đó là anh quyết định sẽ cầu hôn diệp anh vũ chọn một nhà hàng đắt đỏ và nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà ở trung tâm thành phố anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho diệp anh vì để đảm bảo tính riêng tư và không tạo cho diệp anh cảm giác khó xử ở nơi đông người nên vũ đã bao chọn nhà hàng vào tối nay, sẽ không có ai ngoài hai người họ cả. À, đương nhiên là có. Sự chứng kiến của Phong và Nam nữa chứ. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Vũ gọi cho Diệp Anh. Hôm nay chúng mình đi nhà hàng ăn tối nhé. Sao tự dưng lại đi nhà hàng? Thì anh thích thế. Em không muốn đi ăn cùng anh à? Không phải thế. Đi thì đi thôi. Thế anh gửi địa chỉ em qua đó nhé. ơ ừ, sao anh không chở em đi à? Tại vì anh có việc bận liên quan đến thủ tục, nên phải đến bệnh viện. Nếu mà đến đón em thì không kịp ý À ra vậy à Thế em tự đi cũng được Vậy em đi cẩn thận Anh đặt bàn 7 giờ đấy À đúng rồi em có thể mặc chiếc váy hôm trước anh tặng không Tự dưng hôm nay anh muốn thì em mặc Em mặc nhá Thế cũng được để em mặc Được yêu em nhất Xến quá đi Không có gì nữa thì em cúp máy nha Tạm biệt em tối gặp lại Biết rồi Thế là mọi việc tạm ổn Vũ hồi hộp muốn chết. Anh đứng trước tủ thử hết bộ vest này đến bộ khác, sợ mình không đủ uy tín và đẹp trai nên anh chọn kỹ lắm. Loay hoay mãi mới chốt được bộ vest ưng ý. Vũ mặc trịnh trọng tới mức có thể làm chú rể tổ chức đám cưới trong tối nay luôn cũng được. Anh đứng trước gương luyện tập lời cầu hôn Nói như này không được Anh lại sửa lại Nói như thế kia Tập mãi đến mỏi hết cả miệng chán lấm tấm mồ hôi anh mới dừng lại. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, Vũ bắt đầu đi đến nhà hàng. Chưa gì mà tim đã bắt đầu đập thình thịch, tay cầm vô lăng chảy cả mồ hôi. Vũ đi nơi được một lúc thì Phong và Nam cũng đến, anh dặn hai người này phải tới sớm, để có gì thì cứu hộ cho anh nữa. Phong thấy vẻ mặt em mình căng thẳng, tay chân xoắn suýt hết cả vào thì buồn cười, làm gì mà lo dữ vậy ông tướng. Em cố gắng lắm rồi mà vẫn không bình tĩnh được, làm sao bây giờ? Nam thấy vậy thì cũng buồn cười Anh Vũ coi chừng sợ quá Xong ngất ra đấy thì chết Ờ nhỉ, lỡ anh mà ngất thì khỏi có vợ luôn đấy Anh Phong cười anh thế thôi Chứ ngày trước anh ấy cũng một chín một mười với anh bây giờ đấy Thật á, à? anh của anh cũng sợ vậy à Lại còn không, anh ấy cũng sợ tái mét Lúc ấy em buồn cười mà cố kìm lại đấy Phong thấy Nam bắt mẹ mình Thì sợ quê với Vũ nên vội chối Anh như thế bao giờ chứ Em nói quá ấy, có thật là không như thế không? Em về lấy ảnh cho anh xem nhé. Thôi thôi, cho anh xin. Biết mình nói không lại, nên Phong rút lui. Nam thấy thế thì bật cười nghĩ, ảnh ấy ngố quá đi mất. Đã 7 giờ kém rồi, nên Phong và Nam tránh đi chỗ khác. Đúng 7 giờ, Diệp Anh tới nhà hàng. Tối nay cô mặc chiếc váy trắng dài mà Vũ tặng cô hôm trước. Lúc bước chân vào, cô khá ngạc nhiên khi thấy nhà hàng không có khách hàng nào ngoài Vũ đang ngồi ở đó vũ nhìn thấy diệp anh thì anh ngơ ngác cô tuyệt đẹp trong chiếc váy ấy cứ như là công chúa vậy anh đứng dậy kéo ghế cho diệp anh không quên ghé vào tai cô em đẹp quá diệp anh nghe vũ khen mình thì mỉm cười rồi đáp dẻo miệng sao hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc vậy à thì nhà hàng này lớn mà mặc vậy mới chuẩn bài chứ anh làm lố quá đấy <laughs> cả hai cùng dùng bữa dưới ánh nến đến khi ăn xong thì có một đoàn nhạc công xuất hiện trên sân khấu họ cùng biểu diễn một tiết mục lãng mạn khi diệp anh đang chìm đắm trong tiếng nhạc đầy du dương ấy vũ đứng dậy đi về phía cô anh chìa tay ra mời cô nắm tay mình diệp anh nghĩ anh muốn mời mình khiêu vũ nên cô đã đứng dậy, nào ngờ anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo. Lúc này, từ phía trong, Phong và Nam cũng bước ra, họ đứng sau lưng Vũ. Diệp Anh nhất thời ngơ ngác, tiếng nhạc cũng chấm dứt, nhường chỗ cho bản tình ca mà Vũ sắp nói. Anh vẫn nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta và 8 năm qua anh chưa một lần quên đi. Năm nào vào ngày này anh cũng muốn được ở cạnh em, được cùng em trải qua ngày kỷ niệm tuyệt vời nhất. Nhưng đến tận hôm nay anh mới thực hiện được anh yêu em thực sự rất yêu anh đã nhìn thấy sáng vẻ đẹp nhất của em trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ cũng nhìn thấy những giây phút em đau khổ chật vật nhưng anh muốn nhiều hơn nữa anh muốn mình tiếp tục nhìn thấy em trong bộ váy cưới nhìn thấy em với tư cách là vợ của mình anh muốn đồng hành cùng em trong mọi giai đoạn của cuộc đời cho đến khi anh chết anh vẫn sẽ yêu em như phút ban đầu trái tim con người là bộ phận quan trọng nhất nhưng từ lâu nó đã không còn nằm ở chỗ anh nữa liệu em có thể giữ nó hộ anh trong suốt quãng đời còn lại không diệp anh em làm vợ anh nhé vũ đang quỳ trước mặt cô và cầu hôn cô diệp anh bật khóc cô biết hôm nay là ngày kỷ niệm của họ nhưng cô không ngờ là anh vẫn nhớ không những nhớ mà anh còn làm đến bước này anh là người đầu tiên cho cô những sự bất ngờ như vậy cũng là người đầu tiên nhìn thấy mọi mặt của con người cô từ lúc 18 tuổi đến khi 28 tuổi, người làm cô rung động vẫn chỉ có anh. Vũ cho Diệp Anh cảm giác an toàn tuyệt đối, biến cô thành ngoại lệ duy nhất của anh. Hiện tại cô đã đủ sự dũng cảm và tự tin mà Diệp Anh của tuổi 18 không có. Chính vì vậy mà không có lý do gì có thể ngăn cản Diệp Anh của tuổi 28 trả lời rằng em đồng ý. Em nói thật hả? Em có đáng tin vậy sao? không không phải chỉ là anh bất ngờ quá thôi cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm anh yêu em em cũng cảm ơn anh cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em cho em biết bản thân mình xứng đáng được yêu thương em yêu anh vũ trân trọng và nâng niu vô cùng khi đeo chiếc nhẫn cho cô trên chiếc nhẫn có khắc tên của hai người làm minh chứng cho tình yêu của họ cả hai ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn thắm thiết nhìn thấy vũ và diệp anh hạnh phúc phong và nam vui cho họ Vậy là ai cũng đều tìm được nửa kia cho mình Tình yêu luôn là điều kỳ diệu Có câu nói rằng Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung Thứ mà người coi trọng trước giờ Không phải là giới tính Mà là nhịp tim Vị thần tình yêu Biểu trưng cho ái tình Và luôn đem theo bên mình cây cung Và các mũi tên tình ái Khi thần Cupid bắn mũi tên trúng người nào Thì người đó sẽ yêu ngay người mà họ gặp Từ lần đầu tiên Hay còn gọi là tiếng xét ái tình như vậy có nghĩa là tình yêu không quan trọng giới tính điều quan trọng là hai tâm hồn đồng điệu nếu như tình yêu giữa hai người khác giới như vũ và diệp anh được gọi là tình yêu đẹp thì tình yêu giữa hai người đồng giới như phong và nam cũng vẫn là tình yêu đẹp tất cả bọn họ đều yêu chân thành tình yêu nào cũng đều đẹp và đáng chân quý sau khi trở về nhà vũ và diệp anh có một đêm nồng cháy niềm hạnh phúc được thể hiện qua hành động mãnh liệt giờ phút này họ đã xem đối phương là người cùng mình đi đến hết cuộc đời nhưng cũng vì vui chơi quá độ nên diệp anh đã phải xin nghỉ buổi sáng hôm sau lúc ngồng nhiệt thì hăng say đến quên đi tất cả cuối cùng là hậu quả như thế này đây nói gì thì nói dù vậy cô vẫn rất hài lòng với hiện tại dù đã cầu hôn thành công nhưng vẫn còn phải thuyết phục bà lệ rồi đến bố mẹ của diệp anh thì vũ và diệp anh mới có thể kết hôn được nghĩ đến chuyện này ai cũng đau đầu còn hai tuần nữa là đến sinh nhật của bà lệ vũ và diệp anh quyết định sẽ đến nhà thăm bà hai tuần trôi qua nhanh chóng hôm nay là sinh nhật bà lệ từ sáng vũ và diệp anh đã đi mua quà chuẩn bị mọi thứ tươm tất cả hai cũng gặp mặt hỏi phong xem anh và nam có muốn đi cùng họ không anh đi với tụi em không? Thôi, thấy anh với Nam, mẹ càng tức giận, để cho sinh nhật của mẹ vui hơn xíu đi. Anh cũng có mua quà đây, hai đứa đem tới cho mẹ giúp anh nhé. Anh nói vậy thì thôi, hai tụi em đi, để qua đấy em đem tới cho, không biết mẹ có đuổi tụi em ra khỏi nhà không nữa. Hỏi, cứ đi xem mẹ như thế nào, có gì nói lại với anh nhé. Vâng ạ. Đến tối, Vũ và Diệp Anh mang theo quà về nhà bà Lệ. Lúc nhìn thấy hai người, bà không nói lời nào, dù vậy nhưng vẫn mở cửa cho họ vào. Vũ cầm quà để lên bàn Tụi con đến chúc mừng sinh nhật mẹ Trong túi này con và Diệp Anh có mua cho mẹ mấy đồ bổ Còn túi quà này là của anh Phong gửi cho mẹ Quý hóa quá Đồ của anh chị tôi không dám nhận Mẹ đừng nói thế Tụi con vẫn luôn quan tâm đến mẹ mà Nói xong chưa Xong rồi thì về đi Tôi chướng mắt Mẹ à Hời Con với Diệp Anh định sẽ kết hôn Mong mẹ có thể tác thành cho chúng con Anh còn biết tôi là mẹ anh cơ à Còn chị Chị xinh đẹp giỏi giang Chẳng nhẽ thiếu nhà làm dâu hay sao Mà cứ vào cái nhà này của tôi làm dâu thế Mẹ sao mẹ lại nói như vậy Không nói thế thì thế nào Hay để tôi quỳ lại cảm ơn anh chị Mẹ Anh chị không đi chứ gì Không đi thì tôi đi Nói rồi bà Lệ đứng dậy đi ra ngoài ngay lập tức Vũ và Diệp Anh vội chạy theo Diệp Anh đi trước Còn Vũ ở lại đóng cửa lại bà lệ vì tức giận nên chân bước đi rất nhanh bà cứ vậy mà băng qua đường chứ không nhìn trước sau gì cả diệp anh đi sau bà cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ nhanh chiếc mô tô ngày càng đến gần bà lệ chẳng hay biết gì diệp anh hoảng sợ la lên mẹ cẩn thận bà lệ nghe tiếng cô thét thì ngẩng đầu lên lúc này bà mới nhìn thấy chiếc mô tô đang chạy về phía mình vì tuổi đã già không thể phản ứng kịp nên bà đứng chết chân tại chỗ bấy giờ diệp anh lao tới đẩy bà ra khỏi thì cô đã bị chiếc mô tô tông phải sau cú va chạm mạnh diệp anh bị hất bay ra cô nằm trên mặt đường cơ thể bắt đầu có máu chảy vũ vừa lúc bước ra tới nơi thì thấy cảnh tượng diệp anh nằm trong vũng máu bên cạnh là bà lệ đang hoảng sợ khóc nấc lên diệp anh diệp anh con mau tỉnh lại đi ai gọi xe cấp cứu giúp tôi với vũ lao ra anh đỡ diệp anh lên tiếp đó lấy điện thoại gọi xe cấp cứu qua xem xét, Vũ có thể tạm thời kết luận là Diệp Anh bị chấn thương đầu và tay, không biết tình trạng ở mức độ nào. Anh lo lắng vô cùng, nhìn Diệp Anh như vậy lòng anh đau như cắt. Cũng may là xe cấp cứu khá nhanh đã đến nơi. Lúc đưa Diệp Anh lên xe, Vũ không thể kìm lòng được nữa. Anh khóc, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Anh thủ thỉ. Em cố lên nhá, mình còn phải làm đám cưới nữa mà, em không được thất hứa đâu đấy. Bà Lệ cũng lên xe cùng đi, thấy tại mình và Diệp Anh dân nông nỗi này, bà hối hận vô cùng. Đã đến bệnh viện, Diệp Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, Vũ và Lệ đang chờ đợi. Đã 5 tiếng trôi qua, lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, cuộc phẫu thuật đã xong. Bác sĩ phẫu thuật bước ra, Vũ vội chạy đến. Cối sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị xuất huyết não, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ đưa bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Khoảng 5 tiếng nữa, người nhà có thể vào thăm. Cảm ơn bác sĩ. Ngay cuộc phẫu thuật đã hoàn thành, bà Lệ lúc này mới tiến lại gần Vũ. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ, mẹ không nên bốc đồng như vậy. Mẹ không cần xin lỗi con, chờ dịp anh tỉnh lại rồi mẹ xin lỗi cô ấy. Vũ thất vọng quay người bước đi. Anh biết, mẹ anh không hoàn toàn có lỗi, nhưng anh không thể xem như bà không hề có liên quan. Trước đó, bà còn sỉ nhục Diệp Anh. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, Vũ được vào thăm Diệp Anh, nhìn Diệp Anh nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một đống máy móc lạnh lẽo. Anh là bác sĩ, bao nhiêu năm tiếp xúc với bệnh nhân, bao nhiêu lần điều chỉnh máy móc hỗ trợ cho bệnh nhân, đây là lần đầu tiên anh ghét những thiết bị này như vậy. Vũ ghét những con số chạy trên máy thở, ghét cảm giác phải mặc bộ quần áo sát trùng này anh càng ghét Nhìn thấy người nằm đó là Diệp Anh Vũ kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh Anh khẽ nói Cảm ơn em đã cứu mẹ anh Nhưng bây giờ em nằm đây Anh đau lòng lắm Anh rất sợ nên xin em hãy khỏe lại Anh mà nút lời lại như lấy người khác đó Anh cầu hôn còn hoành tráng hơn cầu hôn với em luôn cho em hối hận Thời gian và thăm không có nhiều Nên Vũ lại phải đi ra ngoài anh lên phòng bác sĩ để hỏi về bệnh án. Anh muốn xem cụ thể tình trạng hiện tại của Diệp Anh bà lệ giây phút này đã mệt mỏi lòng bà nặng trĩu bà không còn sức lực quan tâm đến những mâu thuẫn nữa bà lấy điện thoại gọi cho phong báo cho anh biết tình trạng hiện tại phong ngay lập tức chạy đến anh thấy vũ bần thần ngồi đó trong tay là bệnh án của diệp anh phong bước đến diệp anh sao rồi em xem bệnh án không chắc chắn được điều gì tất cả phụ thuộc rất lớn vào ý chí của cô ấy anh tin em ấy sẽ làm được diệp anh rất mạnh mẽ em ấy sẽ không từ bỏ đâu vũ khẽ gật đầu anh cũng tin là như vậy bà lại không dám hỏi vũ nên bà đi đến kéo tay phong ra chỗ khác con bé ổn không năm mươi năm mươi thôi ạ à? mẹ không ngủ cả đêm hả ừ mẹ không dám sợ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng thôi mẹ về đi nghỉ ngơi cho khỏe rồi đem gì tới cho thằng vũ chắc nó cũng nhịn đói từ hôm qua thế này nhưng mà không nhường nhị gì cả một mình diệp anh là đủ rồi lỡ như mẹ với nó cùng nằm ra đấy thì biết phải làm sao ừ thế mẹ về để con đưa mẹ về cả một đêm qua bà lệ suy nghĩ rất lâu bà thấy sự sống thật sự rất mong manh con cái bà đều đã lớn bà cũng già rồi đối đầu với con mình thì được gì nếu như bà không phản ứng như vậy diệp anh đã không xảy ra chuyện ngày xưa thì bà tước đoạt hạnh phúc của phong khiến phong và cả nam đau khổ bây giờ bà lại hại diệp anh khiến vũ cũng đau đớn vô cùng thật ra bà lệ cũng có nỗi khổ riêng Bà sinh ra là con gái của một gia đình giàu có, lớn lên lại làm dâu của một gia đình có tiếng tăm. Từ nhỏ tới lớn, bà được dạy rằng phải quan trọng thể diện, nó là bộ mặt của gia đình, thế nên bà chưa bao giờ dám tùy hứng cả. Thật ra, sau chuyện xảy ra hôm bà từ mặt các con đó, bà luôn suy nghĩ rất nhiều. Bà lại nhớ tới lời người chồng đã khuất của bà, biết vợ là người cứng nhắc, lại lớn lên trong khuôn khổ, nên trước khi mất ông đã nhắn nhủ niềm vui mới là quan trọng nhất em hãy buông bỏ những điều cản trở em có được niềm vui giờ đây bà đã hiểu rõ lời chồng bà nhận ra tình cảm gia đình và hạnh phúc của các con mới là quan trọng nhất bà đã quyết định từ bỏ những cái gọi là thể diện đó phong yêu con trai thì đã sao con bà vẫn thành đạt người mà nó yêu là người tài giỏi hà cớ gì phải chia cắt chúng nó Vũ yêu người từng là chị dâu thì đã sao Chúng nó đã yêu nhau từ trước Mà Diệp Anh chưa bao giờ thật sự là chị dâu của Vũ Cô còn yêu thương bà như mẹ ruột Vậy còn lý do gì bà không đồng ý Người đời muốn nói gì bà lệ chẳng quan tâm nữa Chỉ cần bà và các con vui vẻ là được Đúng như lời chồng bà nói Vui vẻ mới là điều quan trọng nhất Ngồi bên cạnh Phong đang cầm lái xe Bà lệ cất tiếng Mẹ xin lỗi con và Nam thời gian qua là mẹ ích kỷ làm hai đứa về khổ giờ mẹ đã sáng suốt mẹ ủng hộ hai con bên nhau mẹ đừng nói với con là mẹ định kết thúc cuộc đời nên mẹ mới nói những lời này phải không con nói gì vớ vẩn vậy làm gì có chuyện đó chứ nhiều chuyện xảy ra nên mẹ cũng tự xem lại bản thân mình giờ mẹ đã hiểu tất cả rồi Vậy còn chuyện của Diệp Anh và Vũ, mẹ có đồng ý không? Mẹ có tư cách gì mà phản đối chứ? Mẹ làm khổ các con nhiều quá, mẹ thấy có lỗi lắm không ạ? À? Mẹ thật sự hy vọng các con có thể tha thứ cho mẹ. Dù thế nào, chúng ta cũng vẫn là một gia đình, con không hận mẹ và con tin Vũ cũng như vậy. Cảm ơn con. Phong đưa mẹ về nhà rồi quay lại bệnh viện, trước khi đi, anh nói bà Lệ rằng tối sẽ qua đưa bà đến bệnh viện. Bà Lệ đồng ý rồi tạm biệt con. Tại bệnh viện, Phong đang ăn ủi và khuyên nhủ Vũ. Anh kể những chuyện mẹ đã nói với mình. Anh biết em vẫn đau đớn trong lòng. Nhưng nếu bây giờ người nằm trong đó là mẹ thì gia đình ta sẽ càng nhiều bi kịch hơn nữa. Và anh biết Diệp Anh không hận mẹ. Em ấy là người tốt. Em biết mẹ không hoàn toàn sai. Nhưng em vẫn chưa thể bỏ qua được. Em thật sự rất sợ hãi. Diệp Anh quan trọng. Nhưng mẹ cũng thế, mẹ luôn yêu thương em từ bé đến giờ, mẹ cũng có nỗi khổ riêng, anh chỉ nói vậy thôi, còn lại em tự quyết định nhé. Phong quay trở về công ty, anh muốn để Vũ tự mình suy nghĩ, những gì cần nói anh đã nói, trách nhiệm của anh chỉ đến đó thôi. Đến tối, Phong đưa mẹ đến bệnh viện, sắc mặt bà đã tốt hơn một chút, trên tay bà là đồ ăn bà nấu cho Vũ. Đợi cho đến khi bà lệ vào đến hành lang, nơi cô Vũ ngồi đó, Phong đã rời đi, anh muốn cho họ không gian riêng. Bà lệ ngồi xuống bên cạnh con, bà vẫn chưa dám mở lời, Vũ đã nói trước, "Mẹ có mang đồ ăn cho con không?" "Hả?" đồ mẹ nấu cho con ấy, mẹ có mang không? À có đây, mẹ nấu canh sườn đấy, con ăn đi cho nóng. Bà Lệ vội lấy canh ra cho con, vừa ăn vú vừa hỏi, mẹ có chuyện gì muốn nói với con không? Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên cấm cản hai đứa như vậy, giờ mẹ đã thông suốt. Khi nào dịp anh khỏe lại, mẹ sẽ chuẩn bị đám cưới thật chu toàn, mẹ cũng sẽ thuyết phục ông bà thông gia, con tha thứ cho mẹ nhé. Con chưa từng ghét mẹ, chỉ là con đau lòng cho Diệp Anh nên tạm thời chưa thể bỏ qua hết được. Nhưng kể từ giờ phút này, mẹ con ta sẽ trở lại như xưa bởi con biết Diệp Anh không muốn con vì cô ấy mà ghét bỏ mẹ của mình. Bà Lệ giang tay ôm Vũ, nước mắt bà tuôn rơi trên vai anh. Cuối cùng họ cũng đã quay về là một gia đình. Tình trạng của Diệp Anh đang tốt lên. Điều này làm Vũ và mọi người rất vui mừng. Phong và Nam ngày nào cũng đến thăm Diệp Anh. Bà Lệ thì nấu cơm cho ba đứa con của mình. Bà cũng rất yêu quý Nam. Bốn người họ quay quanh giường của Diệp Anh nói chuyện cùng với cô vũ nói hôm nay mà lại nấu sườn này siêu ngon luôn phong tiếp lời em không dậy là vũ nó ăn hết đó nha nam cũng nói chị dậy đi chơi cùng em hai anh này ồn ào chán chết được nam nói đúng đấy mẹ cũng chán hai thằng con rơi này rồi mấy hôm nay mẹ cùng nam xem nhà hàng tiệc cưới này váy cưới này đẹp lắm con ạ chỉ cần con khỏe là tổ chức đám cưới ngay luôn thế váy cưới có đuôi cá không ạ có chứ loại nào cũng có bà lệ trả lời xong thì tròn mắt ngạc nhiên Bốn người nhìn nhau rồi nhìn qua Diệp Anh, cô đã mở mắt nói chuyện. Vũ vội đứng dậy đi gọi bác sĩ, anh cướp tới mức vấp vào ghế suýt ngã. Qua một hồi kiểm tra, bác sĩ bảo khoảng 2 tuần nữa là có thể xuất viện. Bệnh viện Diệp Anh nằm cũng là bệnh viện mà Vũ xin vào làm Tuy vậy để cho chắc chắn Nên anh mượn đồ nghề kiểm tra lại một lần nữa Tất cả chỉ số để bình thường Đúng là hai tuần nữa có thể xuất viện Một tháng sau Khi Diệp Anh xuất viện Cô đã bình phục hoàn toàn. Bà Lệ cùng Vũ đem xính lễ đến nhà cô để hỏi cưới. Cả hai cũng nói rõ hết tất cả mọi chuyện với ông bà thông ra. Sau một hồi suy nghĩ, cộng thêm sự nài nỉ của Diệp Anh, thì bố mẹ cô cũng đồng ý với đám cưới này. Thấy hai mẹ con Vũ cũng rất chân thành. Thêm từ nhỏ, Diệp Anh đã thiếu thốn, nên bố mẹ cô luôn tôn trọng quyết định của cô. Miễn là Diệp Anh hạnh phúc, thì ông bà luôn ủng hộ vậy là đám cưới của diệp anh và vũ diễn ra tốt đẹp với sự chúc phúc của cả hai bên điều bất ngờ là phong và nam cũng tổ chức đám cưới ngay sau đó một tuần kết quả là hai đôi cùng rủ nhau đi hưởng tuần trăng mật chung để bà lệ ở nhà ngóng trông sau khi hưởng tuần trăng mật thì ai nấy quay về công việc của mình vũ cũng đến bệnh viện để làm việc anh là một trong những bác sĩ giỏi nhất tại khoa mỗi thứ bảy hàng tuần bốn người con sẽ trở về cùng ăn cơm với bà lệ năm người cùng quây quần bên nhau bây giờ đi đâu bà cũng tự hào khoe mình có ba đứa con trai và một đứa con gái chúng đều thành đạt và xinh đẹp niềm hạnh phúc khiến bà như trẻ ra chục tuổi kết hôn được một năm diệp anh mang thai còn là sinh đôi một trai một gái vũ mừng rỡ tới phát khóc nhưng sau đó cũng lo lắng tới phát khóc luôn bà lệ và diệp anh phải chấn an mãi anh mới bớt lo sau 9 tháng 10 ngày, Diệp Anh thuận lợi sinh hai đứa trẻ, ai cũng đều vui mừng và hạnh phúc. Phong và Nam trở thành cha đỡ đầu cho hai bé, nụ cười trên môi mỗi người thêm rạng rỡ. Họ đã cùng nhau làm nên một gia đình hạnh phúc, mong rằng mỗi người đều có cho mình hạnh phúc của tình thân và của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, nhà có bốn người con trai và một cô con gái. Đúng là bà Lệ người đã từng ra tay quyết liệt ngăn cản tình yêu của những đứa con đã có một quyết định sáng suốt và dũng cảm để đem lại hạnh phúc cho tất cả mối tơ sắc dối đã được gỡ rời hạnh phúc đã mỉm cười với các nhân vật nhưng chắc chắn cuộc tình của họ vẫn sẽ còn phải tiếp tục vượt qua cái nhìn đa chiều của xã hội còn các bạn các bạn nghĩ sao về câu chuyện của gia đình này hãy để lại cảm xúc và suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại